cửu châu đại lục vạn tộc san sát thiên kiêu cùng tồn tại truyền thuyết tu sĩ tu vi cao thâm có thể dời núi lấp biển tay cầm nhật nguyệt thiếu niên bởi vì học kiếm thần bí mười năm mài một kiếm từ đó bộc lộ tài năng cầm trong tay thanh phong ba thước bại hết ngàn vạn thiên kiêu chương một một trăm hai mươi lần bạn đang nghe tại truyện chấm audio lạc vân thành tôn gia mặt trời mới mọc ở phía đông mới lộ ra nửa cái đầu trên lá cây trong rừng còn có bọt nước rõ ràng, nhưng rừng rậm phía sau núi lại vang lên từng đợt tiếng vung kiếm. Chỉ thấy một gã thiếu niên 16 tuổi cầm trong tay một thanh kiếm gỗ dài ba thước, đang ở trong rừng cố gắng luyện kiếm, thiếu niên mày kiếm tinh mắt, tuy rằng thân đơn giản, nhưng thần sắc nghiêm túc, chìm đắm trong luyện kiếm. Hắn sở luyện kiếm pháp vẻn vẹn chỉ là cơ sở kiếm pháp, tuy rằng chiêu thức bình thản nhưng cơ sở kiếm pháp bên trong mỗi một chiêu mỗi một thức đều bị thiếu niên hoàng mỹ diễn luyện đi ra thiếu niên này tên là Tôn Băng, là một gã đệ tử của Tôn Gia. Bổ kiếm, đâm kiếm, liêu kiếm, quét kiếm. Một chiêu chiêu nhìn như cơ sở kiếm pháp đơn giản, ở trong tay Tôn Băng phản phất tỏa sáng lên thanh xuân, nhất là thanh kiếm gỗ trong tay, từ màu gỗ ban đầu đã lột xác thành màu đen thuần khiết, lộ ra khí tức lịch sử nồng đậm. Nói vậy đã sử dụng thời gian rất lâu Bất quá một bộ kiếm pháp diễn luyện xong Sắc mặt tôn băng trong nháy mắt tái nhợt đồng thời hai mắt chảy ra một tia không cam lòng tố chất thân thể quả nhiên vẫn theo không kịp vẽn vẹn một bộ kiếm pháp cơ sở đã làm cho ta chịu không nổi trời xanh bất công a à. vừa dứt lời thần sắc không cam lòng ban đầu dần dần biến mất nhìn mặt trời đã lên cao tôn băng tính toán thời gian một chút nhẹ giọng nói lại đến lúc lĩnh lương bổng sớm đi hy vọng hôm nay vận khí tốt một chút nói xong liền thu thập xong một kiếm bên người sau đó xoay người đi về phía tôn gia. tôn gia chính là một trong ba đại thế gia của lạc vân trấn, khởi nguồn từ 200 năm trước. lúc trước là dựa vào dược liệu lập nghiệp, cuối cùng tổ tiên cơ duyên xảo hợp tu luyện, sau đó liền sáng tạo ra một phương thế gia. có thể nghe qua không có gì, nhưng là lạc vân trấn rồng rã mười vạn nhân khẩu, phương viên trăm dặm ngoại trừ còn lại hai đại thế gia, không còn có địch thủ khác, có thể nói là thổ hoàng đế. sau núi khoảng cách tôn gia cũng không tính là xa không bao lâu tôn băng cũng đã đi tới cửa lớn tôn gia, toàn bộ đại môn đều là dùng gỗ tử đàn trân quý chế tác mà thành, bách tính bình thường mặc dù đạt được một khối, cũng có thể áo cơm không lo mấy năm. Tay nắm cửa là yêu thú giữ tận do hoàng kim chế tác mà thành, bên cạnh tay nắm khảm hai viên dạ minh châu quý báu, trắng noãn động lòng người. Mà từ xa nhìn lại, cửa lớn khảm đầy vàng, dưới ánh mặt trời chiếu rọi lại càng chói mắt. Liền chỉ cần một cái đại môn, đủ để hiển lộ ra thế gia uy nghiêm cùng nội tình, cái này cũng liền tam đại thế gia dám như thế đường hoàng, người bình thường nếu là như thế, dù là gia tài bạc triệu cũng không địch lại tu sĩ một đạo thần thông. Sau đại môn là đình viện rộng lớn, hai bên đường nhỏ còn trồng cây cối hoa cỏ cho người thưởng thức, chỉ có điều giờ phút này Tôn Băng hoàn toàn không có tâm tư thưởng thức cảnh đẹp, chỉ muốn nhanh chóng lĩnh lương bổng của mình, như vậy mới có thể tiến hành tu luyện lương tháng là ở một phòng kế toán xa xôi do quản sự tần minh ở bên ngoài phát. chẳng qua phòng kế toán thường ngày dị thường an tĩnh hôm nay ngược lại có chút cảm giác đông như chảy hội. tuy rằng nhiều người nhưng không loạn chút nào, mỗi người đều trật tự ngay ngắn xếp hàng. tuy rằng trong đó xen lẫn một chút tiếng nói chuyện phím cũng không ảnh hưởng toàn cục. chỉ bất quá tôn băng cùng người khác hoàn toàn bất đồng, phản phất một cái người trong suốt giống nhau, cho dù người khác trò chuyện vui vẻ thế nào cũng cùng hắn không có chút nào quan hệ thậm chí trước người sau lưng hắn đều trống không một vị trí, không có bất kỳ người nào nguyện ý tiếp cận hắn. Đối với việc này Tôn Băng cũng không thèm để ý chút nào, mắt nhìn mũi nhìn miệng nhìn tâm, lặng lặng chờ đợi, bỗng lộc có thể xem như phúc lợi hạng nhất của đệ tử gia tộc, mặc dù ngươi lười biến thế nào, bằng vào bỗng lộc gia tộc phát ra cũng có thể bảo đảm cuộc sống cơ bản của mình. Tốc độ tiến lên của đội ngũ rất nhanh, quản sự cơ bản liếc mắt nhìn người sau khi xác nhận sẽ phát bổng lộc, cơ bản không có chút trì hoãn, không bao lâu liền đến phiên tôn băng. đang lúc hắn chuẩn bị tiến lên một bước lĩnh bổng lộc, một người từ cửa lớn chậm rãi đi tới. căn bản cũng không có muốn xếp hàng ý tứ, trực tiếp liền chạy tới tôn băng phía trước, sau đó thản nhiên nói: lấy ra đi. thái độ này có thể xem như vẫn lên trời, tiếng nói chuyện chung quanh cũng chậm rãi dừng lại, nhưng tần quản sự đối mặt với thái độ ác liệt như vậy, trên mặt không chỉ không có chút bất mãn thậm chí còn vẽ mặt tươi cười. đây không phải là tôn diệu sao? lại tới giúp đại thiếu gia lĩnh lương bổng a, à, đây là tháng này, ngươi xem xem. nói xong, ước chừng cho tôn diệu hai bình thối thể đan đồng thời còn dâng lên mấy chục lượng bạc. chỉ bất quá lỗ mũi tôn diệu đều vẫn lên trời, tiện tay cầm bổng lộc trên tay, không nói một câu xoay người rời đi. điều này làm cho tần quản sự chỉ có thể xấu hổ cười, chung quanh không ít người đều lộ ra ý cười chỉ bất quá mạnh mẽ nhìn xuống. Nhưng mặc dù Tôn Diệu thái độ vô lễ, tần quản sự cũng không có cách nào, bởi vì Tôn Diệu chủ tử nhưng là Tôn gia đại thiếu gia Tôn Long, giờ phút này đã thối thể tầng 8, thậm chí sắp đột phá thối thể tầng 9, có thể nói là Tôn gia đệ nhất thiên tài, bỗng lộc chút tiền nhỏ này hoàn toàn không bị đối phương để ở trong mắt, thậm chí có thể nói đây chính là cho mình sai vặt khen thưởng. Tần quản sự đối với Tôn Diệu không có biện pháp gì, một bụng tức giận nghẹn ở trong lòng, không khỏi nhìn về phía tôn băng phía sau sắc mặt cũng có chút bất thiện, tiện tay lấy một lượng bạc đặt lên quầy, lười biến nói. Vâng, đây là bổng lộc của ngươi. Nhìn trên quầy vẻn vẹn một lượng bạc, tôn băng không khỏi gắt gao cắn chặt hàm răng, nắm tay thật chặt, đồng thời trong lòng âm thầm nhớ kỹ. Đây là năm thứ 10, lần thứ 120. Phải biết rằng bổng lộc hàng tháng của tôn gia đối với thế hệ trẻ tuổi là mỗi người 10 lượng bạc, một bình thối thể đang, trong đó thối thể đang lại là đầu to, mà tần quản sự cho tôn băng chỉ có một phần mười những người còn lại. Đừng nói một bình thối thể đang, cho dù một viên cũng không có, so sánh với tôn diệu lúc trước, lại khác nhau một trời một vực, phải biết rằng tôn diệu vẻn vẹn chỉ là một hạ nhân của người khác. Chật chật, thật không ngờ tôn băng còn mặt mũi lưu lại, còn có dũng khí đến lĩnh lương tháng, ha ha một tên phế vật. Đúng vậy, thật không hiểu tại sao phải thu lưu hắn, bất quá chỉ là một hại nhân mà thôi. Chung quanh truyền đến từng đợt cười nhạo, điều này làm cho hàm răng tôn băng cắn càng chặt, móng tay đều đâm vào trong da thịt của mình, đau đớn ngược lại làm cho hắn càng thêm thanh tĩnh. Trong 10 năm cảnh tượng như vậy đã trải qua tròn 120 lần, có thể nói mỗi một lần lĩnh lương tháng đều sẽ bị một phen cười nhạo. Nhưng tôn băng không dám để cho thói quen của mình bị người khác giễu cợt, nhìn từng khuôn mặt mỉa mai xung quanh, yên lặng nói với mình phải biết xấu hổ rồi sau đó dũng cảm, nhớ kỹ mỗi một câu cười nhạo hiện tại. Được rồi, Tần quản sự, phát lương tháng cho hắn đi. Đột nhiên, một mỹ nữ dáng người cao gầy đi vào. Nàng đã hơn 20 tuổi, da trắng nõn nà, trên mặt tuy rằng tràn ngập khí chất quyến rũ, nhưng nghiêm túc vô cùng, giống như một khối gió lạnh như băng, hai loại khí chất dây dưa lẫn nhau, vừa đến nơi liền hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Thật không ngờ đại tiểu thư lại tới tự hồ nghe nói nàng cũng rèn thể chín tầng, không chỉ có người lớn lên xinh đẹp, ngay cả thiên tư cũng tốt như vậy, nàng hôm nay như thế nào lại tới đây? Không biết, có thể là muốn lĩnh đang dược gì đó. Vâng, tôn yên nhiên đại tiểu thư. Đối với phân phó của đại tiểu thư, tần quản sự không dám cự tuyệt, sau khi hành lễ, liền lấy ra 10 lượng bạc. Tiện tay liền ném ở trên ngăn tủ, trên mặt tràn ngập trào phúng, hơn nữa không biết là cố ý hay là vô tình như trước đem một lọ thối thể đang quên lãng. Tôn băng không có xính miệng lưỡi chi tranh, quá khứ trong 10 năm, 120 lần bên trong, các loại thủ đoạn hắn đều nếm thử qua, không hề có tác dụng, cuối cùng tôn băng hiểu được, chỉ có lực lượng mới là chính độ, hiện tại hắn cần làm chính là nằm gai nến mật. Thu thập xong lương bổng, tôn băng không nói câu nào, xoay người đi ra ngoài cửa, không bao lâu đã biến mất trong ánh mắt của mọi người. Trong sân, tôn băng giống như tiên tri đem kim tệ giấu kỹ. Không bao lâu, ba thanh niên chậm rãi đi tới, tôn băng vẫn như cũ mặt không chút thay đổi, cho dù hắn đối với người trước mặt tương đối quen thuộc, cũng biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng phản phất cùng chính mình không quan hệ bình thường, cứ như vậy lẳng lặng nhìn. À, nghe nói hôm nay ngươi lĩnh lương tháng không ít a à, giao ra đi. Tôn Dương âm dương quái điệu nói. Đúng vậy, nghe nói vẫn là đại tiểu thư hỗ trợ giải vây, thật sự là không biết tốt xấu a à, tôn dũng cũng trào phúng nói sao lại nói nhiều lời vô nghĩa như vậy trực tiếp động thủ đi lời nói của tôn sách sắc bén ba người trực tiếp tiến lên hành hung tôn băng một trận nắm đấm không chút lưu tình đánh vào người tôn băng miệng còn không ngừng trào phúng người nói ngươi cần gì phải làm vậy thành thật giao bổng lọc ra không phải được sao còn có thể bớt bị đánh một trận không giao ra cũng không sao vừa vặn mỗi tháng một lần xả giận tâm tình cũng tốt hơn không ít những lời này càng làm cho tôn băng nha cắn chặt hai mắt gắt gao nhìn ba người trước mặt đem khuôn mặt của bọn họ chặt chẽ ghi tạc trong đầu thật lâu sau chỉ thấy ba người vỗ vỗ tay hài lòng gật gật đầu được rồi hôm nay đánh tới nơi này đi đánh tiếp nữa không chừng liền đánh chết như vậy sẽ khó coi dù sao hắn vẫn là tộc trưởng nghĩa tử nói xong xoay người rời đi trái lại tôn băng, giờ phút này một thân chật vật vô cùng, một thân quần áo vốn đã cũ nát kia lại giống như vải vóc, toàn thân một khối xanh một khối tím, khóe miệng thậm chí còn chảy ra vết máu. Thân thể cứng nhắc hoạt động một chút, cho dù là nghị lực của hắn cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, toàn thân không có chỗ nào không đau, điều này làm cho tôn băng âm thầm thề. Tôn Dương, Tôn Dũng, Tôn Sách, sĩ nhục 10 năm nay ta nhớ kỹ. Một ngày kia, nhất định phải hoàn lại gấp 10 gấp trăm lần. Nửa ngày sau, Tôn Băng mới nhìn được đau đớn trên người, cất kỹ 10 lượng bạc, chậm rãi đi về phía chỗ ở của mình. Quá khứ trong 10 năm, hắn không phải không có phản kháng qua, nhưng làm một cái so với người bình thường còn muốn gầy yếu người, hoàn toàn không phải đối thủ của đối phương, thậm chí bị đánh càng ác. Hơn nữa bị đánh thời điểm, dù là làm ra cái gì dư thừa động tác kêu trên, cũng có thể trở thành bị đánh lý do, từ khi đó Tôn Băng liền hiểu được, cái thế giới này cuối cùng là một nắm đấm nói chuyện thế giới, chỉ có trở thành tu sĩ mới có thể báo thù. Cho nên từ đó về sau, Tôn Băng biết mình phải ẩn nhẫn, nằm gai nếm mật, nhưng trong đầu vẫn nhớ kỹ 10 năm này, 120 lần này. Chương 2 Hợp kiếm Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Ánh trăng sáng tỏ chiếu rọi mặt đất, phủ thêm một tầng ngân trang cho trấn nhỏ yên tĩnh này. Lúc này Tôn Băng cũng lề mề đi tới chỗ ở của mình, nơi này tương đối yên tĩnh ở toàn bộ tôn gia đều xem như địa phương tương đối xa xôi nếu không phải ánh trăng sáng tỏ thậm chí cũng nhìn không thấy đường trở về thúc đẩy thân thể trải rộng đau đớn tôn băng cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống sau đó lấy thuốc ra thuần thục bôi thuốc cho mình trong căn phòng nhỏ cũ nát không bao lâu liền tràn ngập một cổ mùi thuốc gây mũi thập phần khó ngửi bởi vì đau đớn trên người quá mức kịch liệt tôn băng trong lúc nhất thời cũng khó có thể đi vào giấc ngủ không khỏi thở dài một tiếng, thời gian mỗi tháng này chính là ngày hắn dày vò nhất, bất quá bóng đêm đang nồng đậm, nhưng cũng nhất thời không có việc gì để làm. Thật lâu sau, sau khi cẩn thận xem xét bốn phía không có bất kỳ người ngoài nào, Tôn Băng cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một vật trong một ô tối dưới gầm giường. Vật phẩm này bề ngoài nhìn qua giống như cái hộp, nhưng bất quá to bằng ngón cái, quanh thân đen kịt vô cùng, phản phất cất giấu vô số huyền bí, nhìn cái hộp nhỏ trước mặt này, trong lúc nhất thời Tôn Băng không khỏi sửng sốt. Tôn Băng trong lòng có một cái ai cũng không biết bí mật. Hắn vốn cũng không phải là người của thế giới này, đã từng là trên địa cầu một gã cô nhi, chỉ vì một lần du lịch trong quá trình, thu được cái này một cái mini hộp, ngoài ý muốn liền xảy ra. Cứ như vậy xuyên việc đến một cái thế giới khác, cái này lấy võ vi tôn, cường giả có thể muốn làm gì thì làm, không có bất kỳ pháp luật pháp quy trong thế giới, hết thảy chỉ có thể dựa vào thực lực của mình nói chuyện vốn xuyên việt đến thế giới này tôn băng vẫn là tương đối hưng phấn ảo tưởng chính mình giống như nhân vật chính trong tiểu thuyết tu luyện trở nên mạnh mẽ sau đó cầm trong tay thanh phong ba thước trường kiếm thiên nhai hoặc là tìm một hồng nhan tri kỷ làm bạn giang hồ nhưng hiện thực rất nhanh liền đánh vỡ hắn đối với tương lai tốt đẹp ảo tưởng bởi vì hắn tiên thiên liền thân thể gầy yếu căn bản không chịu nổi tu luyện thống khổ nếu là mạnh mẽ đi xuống kết quả cuối cùng chính là thân thể sụp đổ nói cách khác cuối cùng cả đời chỉ có thể nhìn lên những kia cao cao tại thường tu sĩ nếu là như vậy cũng không sao dù sao hắn không có hưởng thụ qua tư vị tu luyện từ nay về sau làm một người bình thường cũng không tồi huống chi phụ thân hắn là tôn gia khách khanh trưởng lão thực lực cường đại chỉ cần tôn băng chính mình không tìm đường chết ở lạc vân trấn bên trong cũng có thể làm một cái phú gia thiếu gia an an ổn ổn, ổn sinh hoạt cả đời nhưng tin giữ tiếp theo truyền đến phụ thân hắn bởi vì một lần gia tộc tuyên chiến với bên ngoài dĩ nhiên vẫn lạc cứ như vậy tôn băng trở thành một cô nhi cuối cùng vẫn là gia chủ niệm tình phụ thân hắn lao khổ công lao cao thu tôn băng làm nghĩa tử lúc này mới miễn cưỡng sinh hoạt ở tôn gia to như vậy cho dù là như vậy cuộc sống của tôn băng cũng tương đối không như ý bởi vì nghĩa phụ kia ngoại trường ngày đầu tiên gặp mặt một lần liền không còn vấn an tôn băng nữa loại thái độ mặc kệ không hỏi này làm cho người khác đối với tôn băng cũng trở nên vi diệu bỏ qua thân phận nghĩa tử nói cho cùng tôn băng bất quá là con trai của một khách khanh mà thôi cùng chi hệ chính của tôn gia căn bản cũng không có huyết mạch liên hệ nói tóm lại chính là một người ngoài nếu phụ thân còn ở đây như vậy ngại thực lực người khác không dám nói thêm cái gì nhưng tục ngữ nói người đi trà lạnh phụ thân của hắn đã chết trận cũng liền đại biểu cho căn bản cũng không có bất luận kẻ nào thay hắn chỗ dựa. Hơn nữa tôn băng không có tư chất tu luyện, dần dần, dòng chính bắt đầu khinh thường hắn, sau đó dòng giỏi khinh thường hắn, cuối cùng diễn biến thành dù là trong gia tộc nô bộc đều có thể giảm hắn một cước trúc giận trình độ. Cuộc sống đến nay, có thể nói tôn băng chính là tầng dưới chót của tôn gia. Suốt 10 năm rèn luyện, làm cho ý chí của tôn băng trở nên vô cùng kiên định, nhất là khát vọng trở nên mạnh mẽ, So với bất luận kẻ nào đều mãnh liệt hơn, chẳng qua lại bởi vì không thể tu luyện mà biến thành phế nhân. Thông qua những năm này hiểu biết, Tôn Băng đã đại khái rõ ràng, dưới chân đại địa danh là Thần Châu Đại Lục, diện tích vô biên vô hạn, hiện ra vô số cường giả, thậm chí cho dù là người bình thường ở không bệnh không tai dưới tình huống, cũng có 150 năm tuổi thọ. Mà tu sĩ thì càng siêu nhiên, chỉ cần ngươi có thể tu luyện, liền tài trí hơn người, cảnh giới tu luyện chia làm tôi luyện thể luyện khí thoát thai lột xác lại đi lên tôn băng chính mình cũng không biết bởi vì không chỉ có hắn chưa từng gặp qua thậm chí toàn bộ lạc vân trấn bên trong người mạnh nhất cũng bất quá vừa mới đột phá luyện khí đạt tới thoát thai mà thôi nhưng cho dù là một người thối thể tầng một cũng mạnh hơn người bình thường mấy lần tỷ như tôn dương mỗi tháng đều hành hung tôn băng chính là cảnh giới thối thể tam trọng đừng nói một tôn băng cho dù mười người cùng tiến lên cũng đánh không lại tôn dương đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn ẩn nhẫn. Cho dù Tôn Băng không có buông tha, nhưng là nhiều năm như vậy tới nay, vì trở nên mạnh mẽ, hắn ngày qua ngày diễn luyện lấy cơ sở kiếm pháp, mặc dù mỗi luyện tập một lần đều phải nghỉ ngơi một hồi, cho tới bây giờ 10 năm trôi qua, một chút tác dụng cũng không có, hắn vẫn là cái kia người người có thể khi dễ phế vật. Vương nghĩ tới hai chữ phế vật kia, khóe miệng Tôn Băng không khỏi lộ ra một nụ cười khổ chẳng lẽ mình thật sự sẽ cả đời như vậy sao nếu đã như vậy vậy tại sao ngươi lại để cho ta xuyên việc tới đây nói đến phía sau một câu thời điểm tôn băng trên mặt thậm chí đều có chút dữ tợn người khác tối thiểu là một cái vẫn lạc thiên tài mà hắn từ đầu đến cuối đều là một phế vật không có hưởng thụ qua một ngày đãi ngộ tốt đi tới thế giới này liền một mực tại chịu khổ bất quá vừa dứt lời ánh trăng chiếu rọi đến cái hộp màu đen trong ánh mắt kinh ngạc của tôn băng cái hộp màu đen vàng năm không thay đổi lại tản ra ánh sáng nhạt, ánh sáng càng ngày càng sáng, sau đó tôn băng liền trực tiếp ngất đi. Thật lâu sau, mới chậm rãi mở hai mắt, vốn tưởng rằng 10 năm ẩn nhẫn đã không có thứ gì có thể dao động tâm thần của hắn, nhưng hiện tại trong mắt rõ ràng tràn ngập kinh hỉ cùng kích động, bởi vì ngay tại vừa rồi, trong đầu của hắn tiếp thu được một cổ tin tức. Cái hộp nhỏ này kỳ thật là một cái hộp kiếm. Trong đó bảo tồn tất cả bảo kiếm của Hoa Hạ từ lúc thượng cổ bắt đầu tới nay, tuy rằng đã sớm thức tỉnh, nhưng cho đến hôm nay mới bị lấy ra, cho nên Tôn Băng đến bây giờ mới biết được. Đối với đây hết thảy Tôn Băng hoàn toàn không thèm để ý, để cho hắn hưng phấn nhất chính là, trong đầu còn có một thiên công pháp, tên là Ma Kiếm Quyết. Công pháp này đặt tên là Đến Từ Mười Năm mài Một Kiếm, Cần Rồng Rã Mười Năm, Ngày Qua Ngày Tu Luyện Cơ Sở Kiếm Pháp Phương sau đó lại phối hợp với phương thức vận hành độc đáo mới có thể luyện thành. Sau đó có thể bắt đầu hấp thu thiên địa linh khí tiến hành mài dỗ bản thân, chủ yếu nhất là không có bất kỳ hạn chế tu luyện nào, nói cách khác cho dù thân thể tôn băng dị thường gầy yếu, nhưng tu luyện môn công pháp này cũng có thể mở ra con đường tu luyện. Phải biết rằng trong 10 năm này, tôn băng chính là ngày qua ngày tu luyện cơ sở kiếm pháp, cho dù biết rõ không có bất kỳ cơ hội nào, mặc kệ gió táp mưa xa đều chưa từng ngừng nghỉ khiếm khuyết bất quá là một cơ hội mà thôi. Hiện tại nếu đã sáng tỏ, như vậy 10 năm tích lũy một khi bộc phát, tuyệt đối rung động lòng người. Mà kiếm quyết giống như một ngọn đèn sáng trong đêm tối, trong nháy mắt chiếu sáng tâm linh mê mang của Tôn Băng, không chút do dự, Tôn Băng lập tức bắt đầu chạy tới trong tiểu viện, tiến hành luyện tập. Thần Châu Đại Lục bên trên thối thể cảnh chia làm một tới chín tầng, chính là ngàn vạn tu luyện pháp môn cơ sở, dù sao thân thể chính là hết thảy tiền vốn chỉ có có một cái tốt thân thể mới có thể tu luyện trí cao cảnh giới trong đó một tới ba tầng là sơ kỳ thông qua cơ sở công pháp mại bản thân sơ nhìn nhục thân áo nghĩa sau đó có thể hoàn mỹ khống chế chính mình thân thể lực lượng bốn tới sáu tầng thì dưỡng khí nhập thể dẫn khí luyện thể thông qua nhiệt độ không khí dưỡng thân thể để cho mình trở nên càng mạnh bảy tới chín tầng thì cần khống chế chân khí khí thông kỳ kinh bát mạch xuyên qua đan điền đạt tới cảnh giới nội ngoại hợp nhất làm nền cho luyện khí cảnh kế tiếp. Chỉ thấy trong bóng đêm, Tôn Băng cầm trong tay một kiếm mà đứng, chậm rãi bắt đầu diễn luyện cơ sở kiếm pháp, thế nhưng hiện tại tinh khí thần của hắn cùng buổi sáng hoàn toàn bất đồng, tuy rằng kiếm pháp giống nhau, nhưng cho dù người bình thường đều có thể nhìn ra trong đó cực lớn khác biệt. Buổi sáng bởi vì chỉ là dựa theo lý giải của mình luyện tập, tuy rằng chiêu thức cũng đủ thuần thục, thế nhưng tinh thần tan rã, không cách nào đem tất cả tinh khí thần đều dung nhập vào trong kiếm nhiều nhất chỉ có thể xem như hoa giá, căn bản cũng không có lực sát thương gì. Nhưng giờ phút này, từ xa nhìn lại, tôn băng giống như đom đóm trong bóng đêm, thu hút sự chú ý của mọi người, một kiếm pháp cơ sở phổ thông, tốc độ diễn luyện so với lúc trước chậm lại gấp 10 lần, nhưng mỗi một chiêu qua đi, tinh khí thần cả người đều tăng lên nhất định. Đây là bởi vì hắn đã luyện tập suốt 10 năm cơ sở kiếm pháp, giống như một thanh kiếm cùng không có mũi nhọn, mà mà kiếm quyết này thì giống như đá mài đao, Dựa theo phương pháp phía trên bắt đầu luyện kiếm, mỗi một động tác đều là một lần mài, dần dần giúp mình mở lưỡi. Cho dù tốc độ chậm như thế nào, không bao lâu, một bộ kiếm pháp đánh xong, Tôn Băng hai mắt khép hờ, cứ như vậy ngơ ngác đứng ở nơi nào, nhưng là giờ phút này trong thân thể của hắn phản phất đột phá một tầng ngăn cách, trong nháy mắt tới thối thể cảnh một tầng. Trước kia Tôn Băng chỉ có thể xem như một phàm nhân bình thường, nhiều nhất cũng chỉ có nghị lực, nhưng cuối cùng không có cách nào như vậy trải qua mài kiếm quyết, giờ phút này hắn đã biến thành một thanh lưỡi dao sắc bén, thậm chí còn lóe ra hàng quang, phản phất đang tuyên cáo với thế nhân 10 năm mài một kiếm, rốt cục thành công. Đây chính là 10 năm tích lũy tạo thành, thậm chí trong đó còn có dư lực, chẳng qua bởi vì lo lắng căng cơ của mình không ổn định, tôn băng còn cần hảo hảo quen thuộc thân thể trước mắt của mình, đợi đến sau khi vững chắc, nhất định có thể lần nữa tăng lên cảnh giới. Tuy rằng trước mắt vẻn vẹn chỉ là thối thể cảnh một tầng, nhưng trong lòng Tôn Băng lại tràn ngập kích động, cảm thụ được lực lượng thật lớn trong thân thể, mới biết rõ mình ban đầu vô tri, nguyên lai có được lực lượng lại tốt đẹp như vậy. Phải biết rằng, dù cho hắn hiện tại thối thể một tầng, nhưng là lúc trước 10 cái chính mình đi lên vây công, nhưng cũng không cần lo lắng chút nào, mà đây vẫn chỉ là tu luyện bước đầu tiên a, à, Tôn Băng không khỏi nắm chặt trong tay một kiếm. Trong mắt nở rộ ra chói mắt quang mang, tương lai ta nhất định phải có được càng thêm cường đại lực lượng cũng không có ai có thể khi nhục ta, nếu đã có được trở nên mạnh mẽ tư cách, vậy phải đem vận mệnh của mình chặt chẽ nắm ở trong tay. Về phần những người từng nhục nhã hắn trong đầu, vừa nghĩ tới điều này, khóe miệng tôn băng không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Chương 3 Một kiếm Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Tôn băng tuy rằng bởi vì mình có thể tu luyện, biểu thị tương đối kích động, nhưng hắn càng biết lực lượng của mình không dễ có được, sớm cũng đã nghỉ ngơi ngày hôm sau, mặt trời còn chưa mọc đã thức dậy. Quá khứ 10 năm tao ngộ, để cho hắn đối với lực lượng vô cùng khát vọng, dù là bị kết luận không cách nào tu luyện, mỗi ngày đều sẽ luyện kiếm, hiện tại nếu đã có thể tu luyện, liền càng thêm sẽ không lãng phí một chút thời gian. Phải biết rằng Tôn Băng hiện tại đã 16 tuổi, Tôn gia các thiên tài thậm chí đã đến thối thể tầng 8 cảnh giới, khoảng cách thối thể đỉnh phong cũng bất quá một bước xa, càng tiến thêm một bước thậm chí chính là luyện khí cảnh hắn lại có tư cách gì đắc chí đây chính là khích lệ chính mình như vậy làm cho tôn băng ý chí chiến đấu sụt sôi thậm chí đến mức mất ăn mất ngủ bởi vì hắn cũng không có cái gì khác công pháp cho nên luyện tập cũng chỉ là một bộ vô cùng đơn giản cơ sở kiếm pháp bất quá từ khi tu luyện mà kiếm quyết về sau tuy rằng mỗi một kiếm nhìn qua bình thường vô cùng nhưng là trong đó lại cất dấu phong mang chính như một câu thơ cổ mười năm mài một kiếm sương nhận chưa từng thử. Một bộ cơ sở kiếm pháp ở trong tay tôn băng, từ trước kia thuộc lầu lầu thuần thục dần dần càng ngày càng chậm, thiếu bởi vì thuần thục mà xuất hiện rực rỡ, thậm chí càng ngày càng đơn giản, đại khí, ngoại nhân nhìn chăm chọc vẻn vẹn chỉ là cơ sở kiếm pháp mà thôi. Nhưng nếu thời gian dài quan sát, liền có thể cảm giác được tâm thần của mình đều chìm vào trong kiếm pháp, thậm chí tim đập cũng sẽ theo đó mà nhảy lên, áp lực trong kiếm pháp này cũng càng lúc càng lớn, chỉ cần là kiếm pháp không có người cao siêu như tôn băng quan sát thời gian dài, còn có thể khí huyết nghịch lưu chết bất đắc dĩ. Đây chính là sự thần kỳ của ma kiếm quyết, vừa có thể mài dũa lòng người, cũng có thể mài ra mũi nhọn, ngược lại là mài thân thể, mài đi mũi kiếm, tuy rằng kiếm pháp bình thản không có gì lạ, nhưng uy lực lại càng lớn hơn. Tuy rằng Tôn Băng đang luyện kiếm không có phát hiện tất cả những thứ này, nhưng cũng cảm giác được thân thể có chút bất đồng rõ ràng, một lòng lặng lặng lĩnh hội. Say mê ở trong kiếm pháp, một mảnh lá cây chậm rãi bay xuống, bị một kiếm nhẹ nhàng đụng chạm, sau đó rơi xuống mặt đất. Nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, phiến lá cây này vậy mà đến trên mặt đất liền chia làm hai nửa, trong đó không có bất kỳ tương liên nào, thậm chí ngay cả một tia sợi cũng không có. Phải biết rằng sắc bén thiết kiếm đụng tới loại tình huống này đều làm không được như thế trình độ, nhưng lại bị một kiếm dễ dàng làm được, có thể tưởng tượng được trong đó mũi nhọn. Thật lâu sau, một bộ kiếm pháp diễn luyện xong tôn băng thật dài thở ra một ngụm bạch khí trên người mặc dù có chút mồ hôi nhưng tuyệt đối tương đối sảng khoái càng có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào sau khi tu luyện quả nhiên là bất phàm tôn băng trong lòng không khỏi cảm thán phải biết rằng cùng nhau cho dù là cơ sở kiếm pháp đơn giản nhất này sau khi hắn diễn luyện một lần đều cần nghỉ ngơi thật lâu thậm chí còn có một loại cảm giác bị vét sạch xem ra thân thể của ngươi tốt hơn rất nhiều trong lúc bất chợt, một đạo thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền ra. Tôn Băng quay đầu nhìn lại, liền thấy bóng hình xinh đẹp của Tôn Yên Nhiên đang đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn hắn. Đa tạ quan tâm, ta hết thảy mạnh khỏe. Đối với Tôn Yên Nhiên, Tôn Băng kỳ thật là tương đối cảm kích, cũng chỉ có hắn biết, mỹ nhân nhìn như trong trẻo nhưng lạnh lùng trước mặt này kỳ thật là một người nhiệt tình. Tuy rằng nghĩa phụ kia không được tốt lắm, nhưng tỷ tỷ nàng làm vẫn tương đối xứng chức. Tuy rằng trong mắt người ngoài hai người không hề liên quan, nhưng nàng vẫn dùng phương thức của mình trợ giúp Tôn Băng. Thời điểm lĩnh lương tháng, nàng ở đây thì hết thảy thuận lợi, cho dù không có, ngày hôm sau bình thường cũng sẽ cho hắn cuộc sống nhất định bằng vàng bạc. Nhiều năm qua, bởi vì Tôn Băng tự mình tu luyện lung tung, còn có thể bị thương, Tôn Yên Nhiên đều chiếu cố hắn không ít lần, thậm chí có thể nói, nếu không có người này, Tôn Băng có thể đã sớm chết non nhìn khuôn mặt lạnh lẽo và quyến rũ kết hợp nội tâm tôn băng có cứng cỏi hơn nữa cũng không khỏi cảm thán một câu hoàng mỹ đồng thời trong lòng còn có một loại xúc động trước kia là bởi vì hèn mọn hơn nữa thân phận chênh lệch quá lớn không dám nghĩ nhưng hiện tại quả thực động một chút tâm tư chẳng qua bây giờ còn nói quá sớm nếu đã có kỳ ngộ tôn băng tin tưởng vững chắc mình có thể bỗng nhiên nổi tiếng đối với ánh mắt nóng bỏng kia của tôn băng trong lòng tôn yên nhiên cũng có chút ngượng ngùng cũng may tính tình nạn tương đối trong trẻo nhưng lạnh lùng cũng không nhìn ra manh mối gì giữa hai người trong lúc nhất thời ngược lại có chút xấu hổ thật lâu sau tôn băng mới nhẹ giọng nói ta hiện tại hết thảy mạnh khỏe ngươi vẫn là về trước đi để cho người khác thấy được cũng không tốt dù sao song phương chênh lệch quá lớn nếu bị người ngoài thấy được sẽ nghe nhầm đồn bậy tôn băng ngược lại không có ảnh hưởng gì bởi vì thanh danh của hắn đã đủ nát nhưng tôn yên nhiên không được huống chi sự kiêu ngạo của tôn băng cũng không cho phép một cái tên phế vật phối hợp với bóng dáng xinh đẹp như vậy tôn yên nhiên nhẹ nhàng gật đầu sau đó xoay người rời đi giữa hai người có một loại ăn ý khó có thể nói rõ nhìn bóng hình xinh đẹp của đối phương đi xa trong mắt tôn băng lóe ra ánh mắt kiên định chẳng qua còn không có chờ hắn lần nữa luyện kiếm đột nhiên một bên trong rừng cây truyền ra thanh thúy tiếng vang Tôn băng nháy mắt nhíu mày, hắn đối với hoàn cảnh chung quanh tương đối quen thuộc, tự nhiên biết không có động vật cỡ lớn nào, như vậy tiếng vang này rất hiển nhiên là do người truyền ra. a, à, thật không ngờ ngươi lại phát hiện ra ta. Vẫn rất thông minh. Nhìn dáng vẻ của ngươi, vết thương trên người không còn nhiều lắm, thật không ngờ, thân thể cũng không tệ lắm a, à, không bao lâu, chỉ thấy tôn dương chậm rãi đi ra. Bởi vì có thể tu luyện, tổ chức thân thể thoáng cái tăng cường mấy lần, cho nên trong một đêm vết thương trên người tôn băng cơ bản đã khỏi hẳn chẳng qua giờ phút này hắn cũng không có tâm tư gì trả lời vấn đề của đối phương tôn dương ngược lại không thèm để ý thái độ của tôn băng ngược lại trào phúng nói thật không ngờ phế vật lại quen thuộc với đại tiểu thư như ngươi đây chính là một bí mật lớn vốn chỉ là thiếu tiền dùng đến đánh cướp hiện tại xem ra có thể bán được một đợt tin tức nói xong lập tức cười ha hả phải biết rằng tôn yên nhiên mỹ mạo tại toàn bộ lạc vân trấn đều coi là đỉnh đỉnh nổi danh không biết có bao nhiêu người thầm mến hắn tin tức này một khi truyền ra ngoài những người thầm mến kia đều có thể hảo hảo thu thập tôn băng một trận điều này làm cho tôn băng hai mắt hiếp thành một cái khe thật không ngờ lại xuất hiện trùng hợp như vậy vừa nghĩ tới đã từng 120 lần sỉ nhục lập tức trong mắt hiện lên một đạo hàn quang lạnh lùng nói đã như vậy như vậy chúng ta thù mới hận cũ cùng nhau báo đi lưu ngươi không được. Ai u, ngươi tên phế vật này lại muốn giết ta, ngươi có tư cách này sao? Hôm nay ngươi đã mở miệng, ta đây sẽ hạ trọng thủ. Nói xong, Tôn Dương lại giữ tận cười. Ngươi nói ta nếu giết ngươi sẽ như thế nào đây? Chỉ thấy một đạo hàn quang lóe ra, trong tay Tôn Dương đã xuất hiện một thanh lợi kiếm tinh thiết, dưới ánh mặt trời chiếu rọi tản ra hàn quang lạnh thấu xương, đánh về phía Tôn Băng. Ta là thối thể tam tầng giết tiểu nhân vật ngươi lại cần dùng kiếm, nói vậy ngươi hẳn là phải tự hào đi. Nhưng là tôn băng tương đối lạnh nhạt, cứ như vậy nhìn đối phương, giờ phút này, chỉ có hắn mới biết được, chui kiếm của mình ma luyện suốt 10 năm rốt cục ra khỏi vỏ, nổi lên 10 năm, trong đó không chỉ bao hàm oán niệm của tôn băng, còn có vất vả, một chiêu này chính là thể hiện tinh khí thần của hắn. Ẩn chứa nhiều ý chí như vậy, quy lực của một kiếm này căn bản không phải tôn dương thối thể tam tầng cảnh giới có thể ngăn cản trong rừng chẳng qua là truyền ra một đạo hàng quang, sau đó liền nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết. Lại nhìn, trên mặt đất đã xuất hiện một cái tay cầm thiết kiếm cánh tay, tích tích máu tươi chảy xuôi, để chung quanh bùn đất đều nhiễm lên huyết hồng, thậm chí cách đó không xa một khỏa cây cối cũng bị này một đạo kiếm quang ba chạm, chặn ngang chặt đứt. Giờ phút này tay trái tôn dương che miệng vết thương, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ nồng đầm. Ngươi, ngươi, ngươi khi nào có thể tu luyện? vì sao mạnh như vậy? Tôn băng vẫn cầm kiếm đứng ở nơi đó, tự hồ bởi vì một kiếm này tiêu hao quá nhiều tinh khí thần của hắn, sắc mặt thậm chí có chút trắng bệt, bất quá hắn vẫn lặng lặng đứng ở nơi đó, giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Không phải ta quá mạnh mẽ, là ngươi quá yếu. Đối với đã từng địch nhân lớn nhất, Tôn băng không có chút lưu tình, trong lòng thậm chí có một loại nhàn nhạt thất vọng. Điều này làm cho Tôn Dương thập phần sụp đổ, phải biết rằng lúc tới còn tràn đầy lòng tin, thật không ngờ hiện thực cho hắn một cái bạo kích thật lớn, thậm chí hoàn toàn không tiếp thu được. Không, không có khả năng, cho dù ngươi có thể tu luyện, nhưng chênh lệch giữa chúng ta không thể lớn như vậy, lúc này mới một kiếm mà thôi. Tôn băng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tự hồ có chút bi ai. Ngươi biết không, vì ngày này, ta đợi suốt 10 năm, trong 10 năm này, ngươi tổng cộng đánh ta 120 lần, trong đó 51 lần là ngoại thương, 25 lần tay gãy, 36 lần chân gãy, còn có 8 lần nội thương, thậm chí sinh mệnh đang nguy kịch. Ngươi vĩnh viễn cũng không biết, trong 10 năm này, ta vô luận gió táp mưa xa, gió lạnh nóng bức, chưa bao giờ gián đoạn luyện kiếm. Tuy rằng đây vẻn vẹn chỉ là một kiếm, nhưng là một kiếm này ta ấp ủ 10 năm lâu, trải qua 10 năm nóng bức, 10 năm sương hàn, ẩn chứa ta tất cả tinh thần, ngươi căn bản cũng không hiểu. Thanh âm tôn băng bình thản, Tự hồ căn bản cũng không giống như là đang nói tình huống của mình, nhưng thanh âm bình thản này lại làm cho tôn dương càng thêm sợ hãi, đồng thời trong miệng kinh hãi trống lên. Van cầu người buông tha ta đi, ngay từ đầu ta chỉ muốn cướp chút tiền tài, sau đó là tôn long bảo ta làm như vậy, thả ta đi. Lời này làm cho trong mắt tôn băng hàng quan chợt lóe, tôn long được khen là tôn gia đệ nhất thiên tài, hơn nữa tương đối mê luyến tôn yên nhiên bất quá có một lần tôn yên nhiên chiếu cố tôn băng bị hắn phát hiện thật không ngờ lại trả thù như vậy tâm cơ thật sâu nếu đã nhận được tin tức tôn băng cười lạnh một tiếng ngươi yên tâm bọn họ sẽ xuống cùng ngươi nói xong liền chuẩn bị vung kiếm điều này làm cho tôn dương càng thêm sợ hãi không ngừng dịch về phía sau trong miệng còn ồn ào ta là tôn gia người ngươi không thể mưu sát lời còn chưa nói xong cũng đã tắt thở dưới kiếm gỗ màu đen chảy máu tươi nhẹ nhẹ, tôn băng nhẹ nhàng búng kiếm gỗ một cái, ông ông ông, trong rừng nhất thời truyền đến một trận tiếng vang, máu tươi trên kiếm gỗ nhất thời bị chấn khai, rốt cuộc không nhìn thấy chút nào. Tuy rằng đây là lần đầu tiên tôn băng giết người, nhưng lại có một loại thoải mái trước nay chưa từng có, thật giống như buồn bực trong lòng bị biểu đạt, nhìn thi thể trên mặt đất, thản nhiên nói. Người tôn gia Người bất quá là một người hầu mà thôi, nói thật, ta coi như là một thiếu gia. Ngươi chờ ở đường hoàng tuyền một chút, sẽ có người tới tìm ngươi làm bạn. Dứt lời, đem thi thể cùng vết máu trên mặt đất rửa sạch sẽ. Chương 4. Công pháp trước điện. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tôn Băng đã từng ảo tưởng qua, đợi đến khi mình có thể tu luyện, nền báo thù như thế nào, có cần tra tấn đối phương thêm một đoạn thời gian hay không. Nhưng chân chính đến bây giờ Tôn Băng mới phát hiện như vậy không hề có ý nghĩa, bởi vì đây căn bản là một tiểu nhân, trực tiếp giết là được, nếu tra tấn, đều cảm giác đang lãng phí thời gian, hạ giá. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, người tra tấn hắn 10 năm này tự tay chết dưới kiếm của mình, Tôn Băng quả thật có một loại cảm thụ khác, thoáng qua chính là một loại cảm giác trống rỗng. Trong nháy mắt, Tôn Băng liền phục hồi tinh thần lại, hiện tại cũng không phải là lúc sơ suất gì, Tôn Dương chết thì sao? tôn long mới là chủ mưu huống chi trong gia tộc còn có nhiều người trào phúng như vậy hiện tại sao có thể lơ là chứ thu thập xong thi thể xác nhận sẽ không bị phát hiện về sau tôn băng thay đổi một chỗ tiếp tục luyện kiếm có thể là bởi vì gông xiền trong lòng mở ra một phần hiện tại hắn không khỏi càng thêm chuyên chú cơ sở kiếm pháp tuy rằng vẽn vẹn chỉ là một bộ cơ sở nhưng bao hàm tất cả phương thức dùng kiếm coi như là những kiếm kỹ uy lực vô cùng kia cũng là từ phía trên này diễn biến mà đến huống chi chỉ có căn cơ kiên cố mới có tư cách tu luyện kiếm pháp còn lại. Chẳng qua tuyệt đại bộ phận mọi người đều quá mức nóng vội, trong lòng cảm thấy cơ sở kiếm pháp uy lực quá nhỏ, vừa mới thuần thục liền khẩn cấp đi học tập những kiếm kỹ hoa mỹ hoặc là đại uy lực kia, cái này trong mắt tôn băng quả thực chính là bỏ gốc lấy ngọn. Bởi vì cái gọi là mài đao không lầm đốn củi công, chỉ cần đem căn cơ đánh vững, như vậy học tập còn lại kiếm pháp cũng sẽ làm ít công to, trước kia 10 ngày có thể nhập môn, hiện tại thậm chí chỉ cần 5 ngày, trong đó tăng phúc to lớn, làm người kinh ngạc. Chỉ bất quá, một số người biết rõ có hiệu quả này, nhưng cũng không có tâm tư kia, dù sao cơ sở kiếm pháp thật sự quá mức nhàm chán, tuy rằng chiêu thức không ít, nhưng lại tương đối rườm ra, cái này cũng làm cho người khác căn bản không có khả năng hạ khổ công phu luyện tập. Cái loại này làm bộ làm tịch vung kiếm căn bản cũng không có một chút xíu hiệu quả, chỉ có đem tâm thần toàn bộ ném vào mới có thể được tăng lên. Đương nhiên, điểm này đối với Tôn Băng mà nói, căn bản cũng không phải là vấn đề. Trong 10 năm qua, hơn 3.600 ngày, mỗi một ngày hắn đều không có buông tha, cho dù thân thể kém thế nào, chỉ cần có thể hành động, như vậy khẳng định sẽ kiên trì không ngừng luyện tập. Hiện tại cơ sở kiếm pháp đã đến trình độ viên mãn, cái này đối với thối thể cảnh mà nói, đã tương đối khó được, thậm chí bằng vào một tay này viên mãn cơ sở kiếm pháp, cùng cảnh giới căn bản cũng không có đối thủ, nếu là đối phương sơ suất mà nói, vượt cấp giết địch cũng bất quá bình thường. Không đề cập tới cái khác, giờ phút này tôn băng hai mắt khép hờ, nhưng bất kể là hoàn cảnh chung quanh, một kiếm trong tay, hay là cơ sở kiếm pháp đều đã thuộc nằm lòng, căn bản sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì, cứ như vậy thi triển ra. Trong lúc bất chợt, tôn băng nhíu mày, trong thân thể tự hồ lại mở ra một đạo gông xiền, cả người trong nháy mắt đột phá đến thối thể tầng hai cảnh giới, ngay cả lực lượng trong tay cũng gia tăng không ít. Vẹn vẹn một buổi tối, ngày hôm sau Tôn Băng cũng đã đột phá, phải biết rằng Tôn Dương vừa mới chết đi, tuy rằng tuổi tác cùng hắn không kém bao nhiêu, cũng chẳng qua là thối thể tam trọng mà thôi, chủ yếu nhất chính là đối phương tu luyện suốt 10 năm, về phần Tôn Băng mới một buổi tối mà thôi. Tốc độ như vậy nếu để cho người khác biết, nhất định sẽ kinh ngạc hạ đi đều rớt, mặc cho ai cũng không có khả năng nghĩ đến, trong gia tộc người người hô đánh phế vật dĩ nhiên như thế thiên tài. Đối với đột phá của mình, Tôn Băng không có bất kỳ kinh ngạc nào, 10 năm rèn luyện làm cho người ta khó có thể tưởng tượng, chẳng qua là tay cầm kiếm có chút lắc lư, tự hồ đang thích ứng lực lượng đột phá vừa rồi, một lát sau, lại khôi phục quỷ tích ban đầu. Lực lượng vừa mới đạt được đã có thể hoàn mỹ khống chế, cái này cũng quy công cho kiếm pháp cơ sở nhìn như bình thản, điều này làm cho Tôn Băng tương đối may mắn, may mắn chính mình không có cam chịu, nếu không, mặc dù có kỳ ngộ, không bền lòng, kết quả cũng bất quá công giả tràng cho tới trưa ngay tại tôn băng luyện kiếm trong quá trình biến mất, mặc dù có chút nhàm chán, nhưng hắn vẫn là tương đối thỏa mãn, bởi vì hiện tại mỗi luyện một lần kiếm, đều có thể cảm giác mình tăng cường một phần, đã từng nhỏ yếu tôn băng tương đối thích cái loại này mạnh lên cảm giác. Tùy tiện ăn một chút gì đó, tôn băng liền đi về phía điện công pháp của gia tộc. Tuy rằng cơ sở kiếm pháp tương đối trọng yếu, nhưng đối với tôn băng mà nói, đã đến trình độ viên mãn, căn bản là không có cách nào tăng lên nữa lúc này tu tập còn lại công pháp kiếm kỹ không chỉ có thể làm ít công to hơn nữa còn có thể đưa đến mở rộng tầm mắt tác dụng bởi vì tôn băng biết được trên thế giới không có mạnh nhất chỉ có mạnh hơn viên mãn đối với tuyệt đại đa số người mà nói đã đến đỉnh điểm nhưng đó là bởi vì tầm mắt không đủ cao chỉ cần đủ cường đại như vậy nhất định còn có thể lần nữa tăng lên so sánh với phòng kế toán công pháp điện sẽ khí thế hơn nhiều dù sao công pháp điện của một gia tộc chính là nội tình của gia tộc, có thể nói là địa phương quan trọng nhất, không chỉ phải trang nghiêm túc mục, còn cần canh gác nghiêm ngặt, phòng ngừa công pháp tiết lộ vân vân. Nói thật, đối với tôn gia công pháp điện, tôn băng cũng là lần đầu tiên tới, dù sao trước kia là một cái không thể tu luyện phế nhân, mặc dù là chạy tới, cũng căn bản không cho phép đi vào, huống chi tới cuối cùng kết quả chỉ có thể là tự rước lấy nhục. Thậm chí trong 10 năm qua, ngoại trừ mấy năm đầu tiên, thời gian sau đó chỉ có lúc lĩnh lương tháng tôn băng mới xuất hiện trước mắt mọi người phần nhiều vẫn là một mình yên lặng tu luyện nhìn đại môn trang nghiêm trước mặt tôn băng trực tiếp đi vào bên trong chẳng qua còn không có chờ hắn đi vào đại môn đột nhiên một thân ảnh già nua ngăn cản bước tiến của hắn nhất thời tôn băng dừng bước người ngăn cản hắn tôn băng cũng không nhận ra thậm chí ngay cả gặp cũng chưa từng thấy qua khuôn mặt của hắn tương đối già nua râu tóc đều trắng cả người đều có chút uống lượng, thật giống như một lão nhân khói gió tàn chút. Đương nhiên, Tôn Băng cũng sẽ không bởi vì cái này bề ngoài liền xem nhẹ đối phương, bởi vì gia tộc công pháp điện là vị trí trọng yếu nhất, đối phương có thể trông coi nơi này, cũng đủ để nói rõ hắn thực lực cao cường. Huống chi ở trong thế giới này, không thiếu tiền bối cao nhân có sở thích đặc biệt, tỉ như sắm vai người tàn tật, người mù, thầy bói, nói tóm lại thiên kỳ bách quái, bề ngoài nhìn qua bình thường, nhưng một khi trêu chọc, vậy sẽ trong nháy mắt bộc phát. Chung quanh truyền đến từng đợt tiếng nghị luận. Nhìn xem, tên phế vật Tôn Băng kia lại chạy đến công pháp điện, còn bị Tôn Uy trưởng lão ngăn cản, ha ha, hắn chết chắc rồi. Đúng vậy, Tôn Uy trưởng lão tuy rằng thanh danh không hiện, nhưng trấn thủ gia tộc công pháp điện đã hơn 10 năm, trong khoảng thời gian này, căn bản cũng không có phát sinh bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn, thực lực có thể nói là sâu không lường được tôn băng phế nhân này tới nơi này làm gì? Người si nói mộng thôi, có thể là hôm nay hồ đồ. Nếu có thể tu luyện, 10 năm trước đã tới, nếu hắn đi vào, ta sẽ ăn cây cột này. Những tiếng nghị luận này không hề dao động tâm thần tôn băng chút nào, mình như thế nào cùng người khác không quan hệ, bất quá nghe được người cuối cùng ngôn luận, ngược lại hơi nghiêng đầu. Thật không ngờ lại là tôn dũng, tu vi của hắn ngược lại cao hơn tôn dương một chút, ước chừng có được thối thể bốn tầng, tuy rằng vẻn vẹn chỉ cách nhau một tầng nhưng chênh lệch trong đó thật lớn thối thể từ một tới ba tầng bất quá là mài thân thể mà thôi đột phá cảnh giới biểu hiện là khí lực lớn hơn nữa linh hoạt hơn nói tóm lại vẫn là một cấp độ chỉ cần kỹ xảo đầy đủ như vậy vượt cấp khiêu chiến cũng không sao cả nhưng là tầng bốn có thể thì không giống nhau đột phá luyện khí tầng ba yêu cầu là trong cơ thể sinh ra ra một tia khí cảm tuy rằng vẻn vẹn chỉ có một tia khí nhưng là muốn so với thuần túy nhất thân thể lực lượng mạnh hơn rất nhiều. Không ngờ trùng hợp như vậy có thể gặp được ngươi. Tôn băng trong lòng không ngừng than thở, bất quá rất nhanh lạnh lùng cười. Yên tâm, ngươi rất nhanh sẽ đi bồi tôn dương. Bất quá nếu đối phương có sở thích đặc biệt, tôn băng cũng đại phát từ bi thỏa mãn đối phương, lập tức, tôn băng chấp tay. Tôn uy trưởng lão, tại hạ là nghĩa tử tôn băng của tộc trưởng, kính xin cho ta vào công pháp điện. Nghe vậy, tôn uy trưởng lão cẩn thận đánh giá tôn băng vài lần, sau khi xác nhận không sai mới thản nhiên nói. Người đã thối thể tầng hai cảnh giới, như vậy có tư cách đi vào lựa chọn một môn công pháp võ kỹ, nhưng nhớ kỹ, chỉ có thể lựa chọn một môn. Dứt lời, tránh ra, tiếp tục ở một bên nhắm mắt dưỡng thân. Đa tạ Tuy rằng trong 10 năm qua, những tiểu bối kia dĩ nhiên khi nhục tôn băng, nhưng trưởng bối phần lớn bảo trì trạng thái mắt điếc tai ngơ, bỗng lộc nên phát như thường coi như là nuôi một người rảnh rỗi dù sao tôn gia đại nghiệp lớn cũng không quan tâm chút gì bất quá giờ phút này tôn băng ngược lại không có trực tiếp đi vào công pháp điện ngược lại giống như khiêu khích liếc mắt nhìn tôn dũng một cái phản phất đang nói Ngươi không phải nói ta không vào được sao bây giờ ta đi vào ngươi ngược lại ăn trụ cửa a à? kỳ thật lời còn lại căn bản không cần tôn băng tự mình nói ra bên cạnh không thiếu người xem náo nhiệt lập tức cười nói. Tôn Dũng, ngươi không phải nói ăn trụ cột sao? Hiện tại ăn a à? Ha ha. Từng đợt tiếng cười chói tai kia, làm cho hai mắt Tôn Dũng đều có chút đỏ lên, hắn khi nào chịu qua vũ nhục như vậy, chủ yếu nhất vẫn là những người này hắn không thể tiến hành trả thù, chính là bởi vì như thế, hai mắt Tôn Dũng đỏ bừng, trong lòng tràn ngập lửa giận, ngược lại cho rằng Tôn Băng là đầu sỏ gây nên tất cả. Không có khả năng, ngươi chính là một phế nhân làm sao có thể tu luyện nhất định không có khả năng bộ dáng thậm chí có chút điên cuồng lần này ngược lại hoàn toàn xem nhẹ chính mình ban đầu khiêu khích ngược lại đem hết thảy sai lầm quy cho người khác cúc tôn uy trưởng lão một bên nhắm mắt dưỡng thần trực tiếp một chữ liền làm cho tôn dũng ngừng nói thậm chí một khuôn mặt còn nghẹn đến đỏ bừng nhưng không cách nào nói ra cái gì bởi vì nếu hắn tiếp tục phản bác đó chính là đang nghi ngờ trưởng lão Hậu quả như vậy hắn gánh vác không nổi, chỉ có thể xám xịt rời đi. Bất quá trước khi đi gắt gao nhìn Tôn Băng một cái, trong mắt tràn ngập oán hận. Trong 10 năm qua, ta thừa nhận bao nhiêu khuất nhục, lại có ai từng biết được oán hận vậy là đúng rồi, tốt nhất mau tìm một chỗ đến báo thù, như vậy mới có cơ hội đưa ngươi gặp Diêm Vương. Chương 5. Lựa chọn công pháp. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio tuy rằng tôn gia ở trên toàn bộ đại lục chẳng qua là một gia tộc bé nhỏ không đáng kể nhưng ở trong lạc vân trấn vẫn là tương đối cường đại công pháp điện cũng không lớn thế nhưng bên trong trên đài cao đặt đều là từng quyển công pháp cổ xưa liếc mắt một cái nhìn lại không dưới hai mươi quyển điều này làm cho tôn băng đều có chút không kịp nhìn căn cứ vào hiểu biết của tôn băng bí tịch công pháp từ cao đến thấp chia làm bốn cấp bậc thiên địa huyền hoàng trong đó mỗi một cấp bậc lại có thượng phẩm trung phẩm hà phẩm về phần cơ sở kiếm pháp loại vật này tại toàn bộ đại lục trên đều lưu truyền thắng rộng coi như là người bình thường cũng có thể đùa dẫn hai tay căn bản cũng không tính cái gì bí tịch địa phương tôn băng chỉ có thể xem như tầng một công pháp điện bày ra vẻn vẹn chỉ là bí tịch hoàn cấp hà phẩm nhưng đủ để cho người ta cảm thấy rung động phải biết rằng đối với người bình thường mà nói bí tịch như vậy thậm chí có thể làm cho bọn họ coi như gia truyền bảo một đời một đời truyền thừa xuống có thể tưởng tượng được nhà tôn gia đại nghiệp lớn, người khác coi như trân bảo, ở tôn gia, chỉ cần là người đều có thể vào học tập miễn phí một môn, bất quá cần lưu ý chính là, tuyệt đối không thể truyền cho người khác, nếu không không chết không thôi. Tôn Băng cũng từng nghe nói, bí tịch cao thâm nhất của tôn gia là một môn huyền cấp thượng phẩm công pháp, chẳng qua cần huyết thống thuần khiết nhất mới có thể học tập, chi mạch cũng không nhất định có thể quan sát, chớ nói chi là những hạ nhân bình thường kia. Đương nhiên, tôn băng đối với môn công pháp kia ngược lại không có yêu cầu xa vời gì hắn lần này đến đây mục đích chủ yếu nhất là tìm kiếm một kiếm pháp học tập dù sao cơ sở kiếm pháp hiện tại đã đến bình cảnh cần suy ra huống chi cơ sở kiếm pháp tuy rằng căng cơ vững chắc nhưng nếu muốn nói uy lực cũng có chút tạm được học tập một môn kiếm pháp mới không chỉ có thể tăng cường thực lực cũng có thể nhiều hơn một môn thủ đoạn đối địch tôn băng không khỏi cẩn thận tìm kiếm từng quyển bí tịch đập vào mắt quẩn khí quyết thiên địa hô hấp pháp, tự nhiên xuất khí pháp. Một môn công pháp hoàn toàn bị tôn băng xem nhẹ, ở thần châu đại địa, bí tịch công pháp chia làm hai loại, một loại là công pháp, một loại khác là vũ kỹ, nhưng bất kể là trân bảo mà mọi người tha thiết ước mơ. Công pháp phần lớn thì là luyện khí công pháp, trong đó ghi lại nhân thể kinh mạch hoa văn, cũng đánh dấu tin tức, dạy ngươi học được như thế nào hấp thu thiên địa linh khí, từ đó lớn mạnh tự thân, tăng lên cảnh giới mỗi một vị thối thể cảnh đỉnh phong người, muốn đột phá tới luyện khí cảnh giới, nhất định phải muốn một quyển công pháp. Trong đó một số ít còn lại là luyện thể công pháp, loại này công pháp vẫn mài thân thể, đem thân thể cho là vũ khí, tuy rằng trong cơ thể cũng có khí cảm, nhưng đây cũng không phải bọn hắn công phạt thủ đoạn, truyền thuyết luyện thể đại thành người, đứng ở nơi nào bất động, đều không người có thể thương tổn một cọng tóc gáy. Về phần vũ kỹ thì nhiều loại đa dạng, tuy rằng thoạt nhìn không bằng công pháp trọng yếu như vậy, nhưng quyết định thủ đoạn đối địch của ngươi, huống hồ chỉ có vũ kỹ mới có thể đem lực lượng của ngươi toàn bộ phát huy ra. Về phần mục tiêu của tôn băng tự nhiên chính là vũ kỹ này, sau khi luyện khí công pháp bị xem nhẹ, một nửa còn lại tất cả đều là vũ kỹ, nhưng vũ kỹ cũng đa dạng, chia làm quyền pháp, cước pháp, thân pháp, đao pháp, kiếm pháp vân vân, chỉ cần là dùng để công kích địch nhân đều là vũ kỹ. Trải qua lại một vòng sàng lọc, cuối cùng bày ở tôn băng trước mặt vẹn vẹn chỉ còn lại có hai bản kiếm pháp, đây là bởi vì kiếm phổ cập tính tương đối cao, nếu là cái gì thương pháp, công pháp mà nói, tôn gia thậm chí ngay cả một bản cũng không có. Thanh phong kiếm pháp, tung hoành kiếm pháp, nhìn hai bản kiếm pháp trước mặt, tôn băng trong lúc nhất thời hắn không khỏi có chút do dự. Đặc điểm chủ yếu của thanh phong kiếm pháp là tương đối nhẹ nhàng, cần có đủ ngộ tính có thể cảm giác hướng đi của gió trong thiên địa, sau đó lại lấy phong cách như vậy chém vết đối phương, tuy rằng lực công kích không mạnh, nhưng thắng ở nhẹ nhàng biến hóa đa dạng, nếu là thuần thục, thậm chí đối phương cũng không đụng tới thân thể của mình liền đem đối phương đánh gục. Tung Hoành kiếm pháp chú trọng chính diện chém vết, kiếm pháp sắc bén, mỗi một chiêu mỗi một thức đều là sát cơ, nếu đệ tử tập kiếm pháp này năng lực khống chế không đủ, cuối cùng thậm chí có thể chưa đã thương địch đã đã thương mình trước. Hai môn kiếm pháp đều có ưu khuyết, nói thật Tôn Băng kỳ thật đều muốn học tập, dù sao cơ sở kiếm pháp của hắn đã viên mãn, luyện tập những thứ này làm ít công to, tin tưởng qua không bao lâu liền có thể nhập môn. Chỉ không nhiều lắm Tôn Băng chỉ là một người bình thường trong gia tộc, tuy rằng trên danh nghĩa là nghĩa tử của tộc trưởng, lại nói tiếp coi như là một thiếu gia. Nhưng nhiều năm như vậy tới nay, hắn thật sâu biết tầng thân phận này căn bản là không dùng được, hoàn toàn không có bất kỳ đặc quyền gì, có thể học tập một môn dĩ nhiên khó được tại cho hắn một môn, dù là tôn gia không đem hoàn cấp hạ phẩm công pháp để ở trong mắt, còn lại đệ tử cũng sẽ nói chuyện phím. Không hoàn quả mà hoàn không đều, đây chính là khuyết tính trong lòng mọi người, bất cứ chuyện gì cũng cần quy định nhất định, tôn băng thở dài một hơi. Lúc này, trong công pháp điện đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân, chỉ thấy trên lầu chậm rãi đi xuống một vị công tử trẻ tuổi, hắn một thân bạch y, y cùng tóc đều phiêu phiêu giật giật, không buộc không buộc, hơi hơi phất phơ, cho dù là người soi mói thế nào thấy được cũng chỉ có thể thầm xưng một tiếng quý công tử chỉ bất quá tôn băng gặp được người này trong mắt co rụt lại hắn chính là tôn long thật không ngờ đối phương hôm nay cũng đi tới công pháp điện hơn nữa còn là từ tầng thứ hai đi xuống phải biết rằng nơi đó đại biểu cho hoàng cấp trung phẩm trở lên thậm chí còn có thể có huyền cấp công pháp trong 10 năm qua tôn băng đều cho rằng mình và tôn long không có quan hệ gì nhưng thật không ngờ lại là hắn sai khiến người của tôn dương tới mưu hại mình quả nhiên là người không thể nhìn bề ngoài phải biết rằng trong gia tộc hắn khiêm tốn lễ nhượng tác phong quân tử rất được trưởng lão và đệ tử hoan nghênh thậm chí giờ phút này trong công pháp điện còn có hai cô nương không khỏi nhẹ giọng an ninh đây là tôn long a gia tộc đệ nhất thiên tài quả nhiên là anh tuấn vô cùng a đúng vậy tôn long thiếu gia quả nhiên là một vị quân tử tin tưởng tôn gia dưới sự dẫn dắt của hắn nhất định càng cường đại hơn biểu hiện của tôn long tương đối khéo léo khẽ mỉm cười không tiếp cận quá mức cũng không lộ ra vẻ cao lãnh của mình khoảng cách không xa không gần như vậy ngược lại làm cho người khác tương đối thoải mái thể hiện sự bình dị gần gũi của mình có thể nói cho đến bây giờ chỉ có tôn băng một người biết hắn chẳng qua là một cái giáp mặt một bộ sau lưng một bộ ngụy quân tử mà thôi loại người này tâm thường thường là ác độc nhất lập tức trong lòng không khỏi cảm giác một trận buồn nôn. Nhưng Tôn Băng không có lộ ra bất kỳ sơ hở nào, hắn hiện tại thật sự là quá mức còn nhỏ, nếu là bị Tôn Long nhầm vào, nhất định mọi chuyện không thuận lợi, cho nên vẫn an tĩnh lật xem bí tịch trước mặt mình, đồng thời còn tinh tế suy tư. Tôn Long bước chân cũng không nhanh, không bao lâu cũng đã đi tới phía sau Tôn Băng, nhưng lại ngừng lại, ôn hòa nói. Đây không phải là Tôn Băng huynh đệ sao? làm huynh trưởng ta vẫn có thể cho ngươi kinh nghiệm nhất định, quyển tung hoành kiếm pháp này, mặc dù chỉ là kiếm pháp hoàn cấp hạ phẩm, nhưng sau khi đại thành uy lực thậm chí có thể so sánh với hoàn cấp trung phẩm. Hy vọng huynh đệ có thể hảo hảo vì tôn gia xuất lực. Nghe nói như thế, hai mắt tôn băng hơi có chút phát lạnh, quả thật là một ngụy quân tử, tuy rằng trong tất cả ngôn ngữ đều biểu hiện sự quan tâm của mình, nhưng càng nhiều còn làm nổi bật thiên phú kém của tôn băng, suốt 10 năm mới có thể tu luyện. Lúc này, giờ phút này hai cô nương kia đã có chút xì xào bàn tán, ánh mắt nhìn về phía Tôn Băng có chút khinh bỉ, nhưng đối với Tôn Long thì càng thêm sùng bái, quả thật là thủ đoạn tốt. Nếu đối phương cùng mình nói chuyện với nhau, Tôn Băng cũng không có tuyệt nhân cùng ngạn dặm ngoài, ngược lại khóe miệng nhếch lên. Vậy đa tạ huynh trưởng, vừa lúc ta còn đang do dự, đã như vậy, liền quyết định là hắn. Tuy rằng hai người ngoài mặt đang tâm bình khí hòa nói chuyện với nhau, không biết giờ phút này trong lòng tôn long tương đối kinh ngạc tên phế vật này làm sao có thể tu luyện thối thể đang không phải toàn bộ đều bị hủy bỏ sao còn có tên phế vật tôn dương kia chẳng lẽ không có hạ tử thủ sao tôn băng một mực quan sát động tác của đối phương nhất là chú ý tới hạng quan chật lóe lên kia trong lòng không khỏi khẳng định xem ra đúng là an bài của đối phương thật không ngờ tâm địa lại ác độc như thế thù này nhất định phải báo trong khoảng thời gian ngắn hai người đã âm thầm giao phong mấy lần kế tiếp song phương bất quá tùy ý trao đổi vài câu tôn long liền trực tiếp rời khỏi công pháp điện về phần tôn băng cũng cầm lấy một quyển tung hoành kiếm pháp đi ra bên ngoài tôn uy trưởng lão không khỏi nhíu mày bản kiếm pháp này đã đặt ở công pháp điện rất nhiều năm đã từng có vô số người bởi vì ham muốn uy lực của kiếm pháp này do đó lựa chọn nhưng là không chỉ không có học được ngược lại còn bởi vì kiếm chiêu quỷ dị phế đi cánh tay của mình ngươi còn xác định muốn tu luyện quyển này a à, trong lòng tôn băng không khỏi kinh ngạc thật không ngờ lại có chuyện như vậy đồng thời khẽ gật đầu trong lòng thầm nghĩ thì ra là thế ta nói sao lời của tôn long sao có thể đơn giản như vậy thì ra là bao tàn hòa tâm a à, nếu không phải tôn uy trưởng lão nhắc nhở ta còn chẳng hay biết gì chỉ bất quá kinh ngạc thì kinh ngạc vừa rồi tôn băng đã lật xem một lần phát hiện tung hoành kiếm pháp quả thật là sát tính cực lớn chỉ có người đối với kiếm của mình tương đối tự tin mới có thể tu luyện, nếu là căn cơ bất ổn, lấy được tay ngược lại đối với mình thương tổn càng lớn. Mà trước kia những đệ tử kia căn bản cũng không chú trọng căn cơ, ngược lại mù quáng tin tưởng công pháp quy lực, phạm vào một cái sai lầm như vậy, lúc này mới tạo thành bản kiếm pháp này cho tới nay không người hỏi thăm tình huống. Nhưng những yêu cầu này đối với Tôn Băng mà nói, căn bản cũng không phải là vấn đề, cơ sở kiếm pháp đã viên mãn kiếm giống như cánh tay hắn kéo dài căn bản sẽ không xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn quyển tung hoành kiếm pháp này tương đối thích hợp với tôn băng lập tức tôn băng kiên định gật đầu trưởng lão ta đối với chính mình có lòng tin đồng thời trong lòng đã hơi hơi cân nhắc tuy rằng bản kiếm pháp này tương đối thích hợp với tôn băng nhưng đây chung quy là thủ đoạn đối phương đùa giỡn thù này nhất định sẽ báo nếu tôn băng kiên trì như vậy trưởng lão cũng không tiện nói gì dù sao hắn chỉ có thể khuyên bảo cuối cùng quyết định vẫn là bản thân đệ tử lập tức tiến hành đăng ký đồng thời còn dặn dò mượn đọc công pháp cần trong vòng một tháng trả lại không cho phép tự mình sao chép không thể mất đi nếu không chắc chắn nghiêm trị vừa nói còn vừa lắc đầu tôn uy hiện tại cũng đã rõ ràng người trước mặt này là phế vật nổi danh của gia tộc thật không ngờ thật vất vả có thể tu luyện lại còn mơ mộng xa vời như thế thật sự là đáng tiếc chương 6 Ngang dọc kiếm phát Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Buổi tối hôm đó, Tôn Long chính một mình một người ngồi ở trong phòng, làm gia tộc đích truyền huyết mạch, hơn nữa còn là gia tộc đệ nhất thiên tài, đại ngộ có thể nói tương đối tốt, một mình một người liền có được một chỗ yên tĩnh tiểu viện tử, hơn nữa trong viện còn có một ít hoa hoa cỏ để thưởng thức. Giờ phút này trong phòng, làm hạ nhân Tôn Diệu hoàn toàn không có đối với tần quản sự vinh váo tự đắc như vậy, đang không người cấu mị báo cáo chính mình thu thập được tin tức. Công tử, ta thế nhưng là vẫn dựa theo ngài phân phó, theo dõi chặt chẽ tên phế vật kia, có thể là trong khoảng thời gian này đột nhiên thông suốt, sau đó có thể tu luyện, tuyệt đối sẽ không tạo thành uy hiếp gì, hơn nữa ngài yên tâm, ta đã xác nhận, đối phương lựa chọn tung hoành kiếm pháp. Mà Tôn Long ở tại chỗ lúc này thay đổi khuôn mặt tao nhã nho nhã trong lòng mọi người, sắc mặt không khỏi âm trầm. Tên phế vật này nếu an an sinh cả đời thì thôi, lại còn muốn lật trời, cốc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga, lựa chọn bản kiếm pháp này xem ngươi kết thúc như thế nào. Bất quá rất nhanh, Tôn Long lại đi tới đi lui vài bước, lẩm bẩm. Cầm kiếm pháp nhiều nhất bất quá là để cho hắn tàn phế mà thôi, người đúng là vẫn còn, nhưng nếu là kiếm pháp mất đi, kết quả như thế nào đây? Suy tư một chút toàn bộ kế hoạch, sau đó nói với Tôn Diệu. Đúng rồi, ngươi có thể đi tìm ba người tôn dương tôn dũng tôn sách ta nghĩ ngươi hẳn là biết làm như thế nào vâng vâng thuộc hạ biết rồi tôn diệu cung kính đi ra sân nhỏ lúc này tôn băng hoàn toàn không biết tôn long lại bố trí một âm mưu nhằm vào hắn nhanh như vậy ngược lại hưng trí bừng bừng đi tới hậu sơn đương nhiên hắn hiện tại đã từ bỏ rừng rậm dù sao nơi đó chính là nơi hủy thi diệt tích phía sau núi địa phương rất lớn lấy tôn băng đối với phía sau núi quen thuộc trình độ, không bao lâu liền tìm được một chỗ vách núi, địa thế tương đối bằng phẳng, hơn nữa vị trí còn lớn, dùng để luyện tập kiếm pháp dư giả. Chủ yếu nhất chính là, nơi này cơ bản sẽ không có người khác đến quấy rầy, tính bảo mật tương đối tốt, điều này làm cho tôn băng tương đối hài lòng. Vách núi chiếm diện tích 10 trượng, bởi vì chỗ phản quan chỗ, cho nên tương đối trăm mát, hướng phía dưới nhìn lại, toàn bộ lạc vân trấn đều thu hết đáy mắt dõi mắt trông về phía xa, thậm chí còn có thể nhìn thấy phương xa dãy núi. Hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lạm chúng sơn tiểu. Chỉ có đứng ở đỉnh cao mới có thể thưởng thức được cảnh sắc chân chính, cảnh đẹp như vậy làm cho trong lòng tôn băng hào hùng vạn trượng, lạc vân trấn vẹn vẹn chỉ là một góc thần châu đại địa, đều có cảnh đẹp như vậy, như vậy toàn bộ đại lục sẽ là như thế nào đây? Bất quá rất nhanh hai mắt tôn băng liền lộ ra thần sắc kiên định, bởi vì hắn biết, nếu muốn leo lên đỉnh núi nhìn xuống chúng sinh như vậy chỉ có một điều chính là đủ thực lực hắn hiện tại quá mức nhỏ yếu vẫn cần không ngừng cố gắng thiên tài so với hắn càng thêm suốt chúng còn đang cố gắng hắn nếu là thỏa mãn với thành tựu nhỏ trước mắt lại có tư cách gì leo lên đây chỉ có chịu đựng được tịch mịch cùng cô độc có được kiên định bất di bất dịch mới có thể xưng là cao thủ những cái kia cho rằng có được thần công bí tịch mới có thể biến thành cao thủ người chẳng qua là một đám nhảy nhót thằng hề mà thôi, mỗi một cái có thể được ca tụng cao thủ, đều là đã trải qua vô biên đau khổ cùng chém giết. Vừa nghĩ tới đây, Tôn Băng trong nháy mắt liền đem tạp niệm loạn thất bát tao trong lòng chặt đứt, nghiêm túc thật sự bắt đầu học tập tung hoành kiếm pháp hôm nay vừa mới lấy về. Mỗi một quyển bí tịch võ học có thể lưu truyền tới nay đều có chỗ độc đáo, tụ tập trí tuệ của tiền bối cao nhân, đối với những người đó, Tôn Băng bảo trì tương đối tôn kính mở ra kiếm pháp hiện ra khí tức cổ xưa, mở đầu liền lộ ra một cổ đại khí nồng đậm. Tung hoành kiếm pháp lấy thiên địa chi đạo, chia làm tung kiếm cùng hoành kiếm. Hoành kiếm công vu kỹ, dĩ cầu kỳ lợi, thị vi chia rẽ. Túng kiếm công vu thế, dĩ cầu kỳ thật, thị vi hợp. Chia rẽ người, thiên địa chi đạo. Lời nói khí thế bàn bạc như thế làm cho tâm thần tôn băng cũng không khỏi hướng tới, trong đầu tựa hồ xuất hiện một vị cao thủ đang diễn luyện kiếm pháp này dưới nhật nguyệt mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa đủ loại huyền diệu nhưng rất nhanh tôn băng liền bị chính mình đánh thức nhìn kiếm pháp bình thường trong tay hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi ý niệm đầu tiên chính là một quyển kiếm pháp này không đơn giản lúc này càng thêm nghiêm túc bắt đầu nghiên cứu đề khí vung kiếm xoay người vẫy kiếm bởi vì tôn băng cũng không có danh sư chỉ đạo hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình tìm tòi cho nên quá trình học tập kiếm pháp tương đối nhàm chán mỗi một chiêu mỗi một thức đều sẽ lặp đi lặp lại luyện tập hơn nữa còn cần đối chiếu kiếm phổ tìm kiếm ra khuyết điểm của mình thế nhưng tung hoành kiếm pháp học tập độ khó vậy mà so với trong tưởng tượng của hắn còn muốn khó khăn hơn cho dù kiếm pháp cơ sở của hắn đã viên mãn nhưng còn có rất nhiều chỗ không hiểu chỉ có thể dựa vào trong quá trình luyện kiếm tinh tế nghiền ngẫm điều này làm cho tôn băng tương đối kinh hãi phải biết rằng trong công pháp điện cái kia một quyển thanh phong kiếm pháp hắn tiện tay lật một cái thậm chí có thể ở trong đầu diễn luyện ra mấy cái trình tự nếu là cầm đến trên tay không vượt qua ba năm ngày liền có thể học được nhưng chiêu thứ nhất đã khiến tôn băng hao phí cả buổi chiều có thể tưởng tượng được mức độ khó khăn bất quá trong hai mắt tôn băng lóe ra tinh quang tràn ngập kinh hỉ bởi vì khó có thể lĩnh ngộ đã nói rõ kiếm pháp này uy lực vô cùng lớn Tôn Băng thậm chí có thể khẳng định, chỉ cần mình sử dụng một chiêu này, như vậy người cùng đẳng cấp cảnh giới không ngăn cản được một chiêu. Thậm chí cho dù là cảnh giới cao hơn hắn một chút, dưới kiếm pháp như vậy, cũng có thể ngăn cản một hai, tìm kiếm sơ hở của đối phương. Trong nháy mắt, thời gian nửa tháng lặng lẽ trôi qua. Ánh chiều tà chiếu rọi trong trấn Lạc Vân, ngược lại làm cho trấn nhỏ này tản ra từng trận ấm áp, trên vách núi, Tôn Băng một mình cầm kiếm mà đứng trong tay vẫn là một thanh mộc kiếm đi theo hắn 10 năm, nhưng mộc kiếm này tựa hồ so với thiết kiếm càng thêm kiên cố, nương theo tôn băng vung vẩy, phát ra từng trận tiếng hí vang. Thật lâu sau, một bộ kiếm pháp diễn luyện hoàn thành, tôn băng thở ra một hơi thật dài, thu kiếm mà đứng, nhìn ra xa nguyện vọng, trong miệng nhẹ giọng cảm thán Khó trách kiếm pháp này quá khứ căn bản cũng không có người tu luyện thành công qua, ta cơ sở kiếm pháp đại viên mãn học tập kiếm pháp này suốt nửa tháng thời gian, lại mới sơ nhìn đường đi thông qua nửa tháng khắc khổ tu luyện này tôn bằng đã phát hiện môn kiếm pháp này căn bản là không hoàn chỉnh dĩ nhiên chỉ có túng kiếm pháp trong đó mà thiếu hoàn kiếm bởi vậy chỉ có thể được xưng là tung kiếm quyết nếu là kiếm pháp đầy đủ quy lực kia không cách nào tưởng tượng bất quá tuy rằng kiếm pháp không trọn vẹn nhưng một môn túng kiếm cũng không có khả năng vẹn vẹn chỉ là hoàn cấp hạ phẩm đẳng cấp có thể là bởi vì thời gian quá dài không có người có thể tu luyện thành công hơn nữa không trọn vẹn cho nên mới bị người từng bước xem nhẹ tiến tới tiện nghi giờ phút này tôn băng hiện tại tôn băng ngược lại là tương đối cảm tạ tôn long nếu không phải hắn một phen ngôn ngữ tôn băng cũng sẽ không hạ quyết tâm lựa chọn này một môn tung hoành kiếm pháp nếu là lấy về thanh phong kiếm pháp thì như thế nào hai ba ngày liền thuần thục nhưng chung quy quá mức hẹp hòi đến lúc đó cho dù là muốn đổi lại cũng chỉ có thể hối hận không kịp hơn nữa chuyện tốt thành đôi thời gian dài như vậy kiên trì không ngừng luyện kiếm, hơn nửa 10 năm tích lũy, để cảnh giới của hắn nhất cử đột phá tới thối thể tầng 3, hơn nửa căn cơ tương đối vững chắc, chỉ cần khắc khổ tu luyện, tiến thêm một bước là có thể sinh ra khí cảm. Điều này làm cho Tôn Băng tương đối hưng phấn, đồng thời trong mắt hàng quan lóe ra. Tôn Long, thật không ngờ ngươi lại tặng ta một đạo cơ duyên, yên tâm, đến lúc đó ta nhất định dùng một bộ kiếm pháp này để hồi báo ngươi chiêu đãi ta nhiều năm như vậy nhìn sắc trời đã không còn sớm, quả thật đã đến lúc nên trở về, tôn băng dưới ánh chiều tà, chậm rãi bước lên hành trình trở về. Bên kia, tôn dũng cơ hồ cũng đã điên rồi, khi đó tôn diệu rất nhanh liền tuyên bố nhiệm vụ, chẳng qua tôn dương đã chết, xem như mất tích, tôn sách thì không có ở đây, hơn nữa tiền thưởng tương đối phong phú, tôn dũng không khỏi tham niệm lan tràn, liền một mình một người tiếp nhận nhiệm vụ này. Sau đó liền bắt đầu kiên nhẫn tìm kiếm tôn băng, hy vọng có thể tìm được một cơ hội đem môn kiếm pháp kia trọng tới. Phải biết rằng mặc dù hoàng cấp hạ phẩm bí tịch đối với tôn gia không tính là gì, nhưng nếu là thất lạc, cũng sẽ bị xử phạt tương đối nghiêm trọng. Dòng chính trong gia tộc bất quá là hơi chút trăng dậy, chi mạch thì là cấm túc, cái này cũng vô dụng cái gì ghê gớm. Chủ yếu nhất chính là những hạ nhân kia, nếu là làm mất, nhẹ thì đánh gãy tứ chi trục xuất gia tộc, cuối cùng cả đời đều không cách nào lại tu luyện nặng thì trực tiếp xử tử, căn bản cũng không có nhân quyền để nói. Về phần tôn băng tuy rằng trên danh nghĩa mà nói là nghĩa tử của gia tộc, nhưng thật đúng là không có ai coi hắn ra gì, đến lúc đó tôn long tùy tiện vận hành một phen, như vậy hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Đáng tiếc chính là, trong khoảng thời gian này tôn băng thật sự là quá mức trầm mê tung hoành kiếm pháp, cơ hồ không có trở về tôn gia, ngay tại sau núi ở lại, dù sao hắn chẳng qua là một người như có như không. Có trở về hay không cũng không sao cả. Loại chuyện không trở về này trước kia cũng thường xuyên phát sinh, nhưng Tôn Dũng lại khổ, cho dù hắn tìm khắp toàn bộ Tôn gia cũng không có phát hiện tung tích gì của Tôn Băng, thậm chí hắn còn đi tới trong rừng rậm phía sau núi mà Tôn Băng thích nhất, nhưng người lại đi lâm không. Cho dù hắn mỗi ngày canh giữ ở trước nơi ở của Tôn Băng, lại hết sức tiếc núi phát hiện, đối phương căn bản cũng không có tâm tư trở về, lúc này, hắn mới đột nhiên nhớ tới, trong 10 năm qua trên cơ bản chỉ có lúc phát lương tháng mới có thể nhìn thấy tôn băng điều này làm cho hắn tương đối tuyệt vọng nếu là cứng rắn kéo một tháng như vậy hoa cúc thái đều lành hơn nữa cũng liền đại biểu cho nhiệm vụ của hắn thất bại đến lúc đó tôn long sẽ đối đãi hắn như thế nào điều này làm cho hắn quả thực không thể tưởng tượng theo thời gian trôi qua trong lòng tôn dũng từ lúc trước kiếm được một phiếu đến bây giờ hối hận thế cho nên biến thành oán độc ở trong đầu của hắn tất cả đều là lỗi của tôn băng, vì sao không trở về đem bí tịch trộm cho hắn, chẳng lẽ muốn hắn chết sao? Làm một hạ nhân bị đại thiếu gia như mặt trời ban trưa tiến hành nhằm vào, hậu quả kia có thể tưởng tượng được thê thảm. Cho nên hiện tại tôn dũng kém không nhiều lắm đều tâm như cho tàn, tại lạc vân trấn trung du đảng, lặng lặng chờ đợi kế tiếp thẩm phán. Trong lúc bất chợt, tôn dũng ánh mắt sáng lên, thậm chí đều có chút lệ nóng doanh trọng, bởi vì hắn phát hiện suốt nửa tháng cũng không có gặp qua tôn băng. Chương 7 Trận chiến mở màn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Giờ phút này tôn dũng thân thể đều có chút phát run, đây không phải cái gì sợ hãi lo lắng, mà là kích động, giống như là trong sa mạc sắp muốn chết khác lưỡng nhân đột nhiên đụng phải ốc đảo đồng dạng, trong lòng mừng như điên là khó có thể ngăn chặn. Khó có thể tưởng tượng, nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ tôn long truyền đạt, tương lai đến tột cùng như thế nào phải biết rằng tuy rằng tôn dũng cũng họ tôn nhưng cùng tôn long hoàn toàn bất đồng tôn long là huyết mạch đích truyền về phần hắn chẳng qua là một hạ nhân mà thôi căn bản cũng không có bất kỳ huyết thống tôn gia nào thậm chí họ này đều là được chủ gia ban ân luận về thân phận địa vị mà nói cho dù là tôn băng đều cao quý hơn hắn vô số lần dù sao bất kể như thế nào tôn băng tốt xấu gì cũng là nghĩa tử kích động qua đi trên mặt tôn dũng lộ ra một tia dữ tợn đồng thời trong lòng cuồng tiếu quả nhiên là thiên vô tuyệt nhân chi lộ a à, tôn băng ta cũng thật sự phải hảo hảo cảm ơn ngươi a à, ngươi cũng là thời vận không tốt thiên đường có đường ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi tự tới ném hai người chúng ta chỉ có một người có thể sống sót trước công pháp điện ngươi nhục nhã ta như vậy hơn nửa tiền đồ tương lai của ta còn có mạng nhỏ cũng chỉ có thể vậy ngươi tới gánh vác ngươi cứ an tâm đi đi nói tới đây Tôn Dũng tuyệt không có nghĩ lại hành vi trước kia của mình đáng giận cỡ nào, luôn đem sai lầm đổ lên người khác. Về phần Tôn Băng khi đi vào trong trấn Lạc Vân liền phát hiện Tôn Dũng, nhất là ánh mắt dường như muốn ăn thịt hắn, trong lòng âm thầm cười. Thật không ngờ kích thích ngươi ra, vừa vặn Tôn Dương Phỏng chừng đã chờ đến không kiên nhẫn, người tới vừa vặn cùng hắn xuống địa ngục. Chẳng qua hiện tại dù sao vẫn là ở trong trấn Lạc Vân, lui tới có vô số cư dân, Tôn Dũng thầm nghĩ nếu là cường đoạt, nhân chứng tận mắt thật sự là quá nhiều, huống chi còn không thể để cho tôn băng biết bí tịch ở chỗ ai, chỉ có thể trọng tới. Kỳ thật mặc kệ dùng phương pháp gì, tôn dũng cũng không ngại, dù sao tôn băng đã xuất hiện, tối thiểu có một mục tiêu, đồng thời trong lòng cũng là tin tưởng mười phần, cho dù tôn băng có thể tu luyện thì như thế nào. Hắn đã đến thối thể cảnh tầng 4, căn bản cũng không phải vừa mới bước vào tu luyện tôn băng có khả năng ngăn cản tôn băng hiện tại cũng đang rối rắm tuy rằng chính mình hiện tại rất muốn đánh chết đối phương nhưng không thể bại lộ ra bởi vì rời khỏi tôn gia hắn thật sự là không có biện pháp gì có thể đạt được võ công bí tịch cho nên chỉ có thể chờ mong có thể tìm được một cơ hội hai người liếc nhau một cái sau đó sát vai mà qua có thể nói là hai người đều có tâm tư riêng nhưng mục tiêu lại kinh người giống nhau đó chính là hy vọng đối phương chết bất tri bất giác đêm đã khuya đêm nay bóng đêm đặc biệt thê lương ngay cả ánh trăng sáng tỏ ngày xưa cũng bị mây đen che khuất trong nháy mắt làm cho toàn bộ lạc vân trấn đen kịt vô cùng chỉ có trong đại viện hào môn mới có ánh sáng truyền ra nguyệt hắc phong cao sát nhân dạ trong một gian phòng hẻo lánh tôn dũng thay đổi một thân xiêm y đen kịt liền chuẩn bị đi trộm bí tịch công pháp nơi ở của tôn băng tương đối hẻo lánh đây cũng là lựa chọn của chính hắn dù sao cảm giác tồn tại của hắn trong gia tộc tương đối thấp rời xa đám người vừa vặn, thậm chí nơi này ngay cả thị vệ tuần tra cũng lười đến, chỉ cần không có phát sinh chuyện gì lớn, nơi này căn bản cũng sẽ không thu hút sự chú ý của mọi người. Cho nên Tôn Dũng hành động tương đối to gan, không bao lâu liền đi tới cụ nát trước cửa, cẩn thận từng ly từng tí hướng bên trong nhìn trộm, nhưng còn không có chờ hắn xem xét rõ ràng, trong lúc bất chợt bên tai truyền đến một trận thanh âm. Không tiến vào ngồi một chút sao? Điều này làm cho Tôn Dũng cả người giống như chim sợ cành công, cờ bắp trong nháy mắt căng thẳng, nhảy về phía sau, cửa phòng mở ra, liền thấy Tôn Băng đang ngồi xếp bằng trong phòng, một thanh kiếm gỗ đặt ngang trên đùi, tự hồ đã chờ đợi rất lâu. Bị phát hiện đây là Tôn Dũng trong đầu duy nhất ý niệm trong đầu, chỉ bất quá hắn chẳng những không có chạy trốn, ngược lại mặt lộ vẻ tàn nhẫn, bởi vì hiện tại thối lui muốn lại trở về trọng vậy thì càng khó khăn, còn không bằng đổi thành cường đoạt trực tiếp rút ra chính mình tùy thân bảo kiếm nhìn đạo hàng quan lóe tới kia tôn băng cũng không có bất kỳ lo lắng gì ngược lại tràn ngập hưng phấn lần trước đánh chết tôn dương trong đó có tác dụng chủ yếu vẫn là kiếm đầu tiên hắn xuất hiện trong đời ẩn chứa tinh khí thần nhiều lắm giống như rút đau trảm uy lực cường đại đối phương căn bản là không có bất kỳ chống cự nào trực tiếp một chiêu trong nháy mắt cuối cùng lại không chiếm được bất kỳ kinh nghiệm chiến đấu nào hôm nay vừa vặn có một đối thủ có thể làm cho hắn ma luyện bản thân, lập tức cầm trong tay mặt sắt một kiếm, cùng trước mặt Tôn Dũng tiến hành chiến đấu. Một kiếm cùng thiết kiếm tiếp xúc, chỉ phát ra một tiếng trầm đục, dĩ nhiên không có chút dấu hiệu bị chặt đứt, điều này làm cho trong hai mắt Tôn Dũng lóe ra kinh ngạc nồng đậm, bởi vì ở trong lòng của hắn, Tôn Băng bất quá là vừa mới có thể tu luyện mà thôi, về phần hắn thì đã thối thể tầng 4. Mặc dù nói một kiếm này bị chặn, nhưng tôn dũng cũng không có chút lo lắng bởi vì đây là một kích tiện tay của hắn mà thôi có thể tiếp được cũng không có gì ghê gớm bất quá thái độ cũng có chút nghiêm túc thật không ngờ ngươi lại có thể tiếp được một kiếm tiện tay của ta kế tiếp phải cẩn thận dứt lời trực tiếp sử dụng cơ sở kiếm pháp lần nữa vung kiếm tiến lên chẳng qua tôn băng nhìn kiếm pháp có chút thô lậu không chịu nổi kia bên miệng trào phúng một nụ cười mỗi một kiếm đều có thể xảo diệu đánh trúng sơ hở của đối phương cho dù lực lượng của hắn cường đại thế nào, cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Trong lúc nhất thời, hai người cũng đã giao phong mấy hiệp, trong tiểu viện chỉ có thể nghe được tiếng kiếm vũ. Theo thời gian trôi qua, trong lòng Tôn Dũng đã dần dần sinh ra một loại sợ hãi, hắn thật sự không nghĩ tới, mới ngắn ngủi mấy ngày không gặp Tôn Băng, đối phương dĩ nhiên đã mạnh như vậy, đồng thời trong lòng tràn ngập ghen tị cùng tàn nhẫn. Nếu nói trước kia Tôn Dũng chẳng qua là muốn trọng bí tịch kia hãm hại hắn, hiện tại cũng không muốn làm điều thừa ngược lại nghiêng về đêm nay liền đem tôn băng đánh chết cho dù trong chuyện này có nguy hiểm bại lộ hắn cũng không quan tâm bởi vì dựa theo xu thế này mà đi tiếp không bao lâu sau tôn băng thậm chí có thể vượt qua hắn vừa nghĩ tới trước kia mình khi dễ đối phương như thế nào hắn không khỏi hoảng hốt một trận tôn băng trước tiên phát hiện đối phương chuyển biến tuy rằng còn có thể tìm được sơ hở trong kiếm pháp nhưng tốc độ của hắn theo không kịp lực đạo cũng kém không ít áp lực càng lúc càng lớn. Điều này làm cho tôn băng hơi nhíu mày, đồng thời trong lòng thầm than. Trên thế giới này, tuy rằng võ kỹ tương đối trọng yếu, nhưng chủ yếu nhất vẫn là cảnh giới bản thân, nếu đạt tới cảnh giới một lực hàng mười hội, cho dù kỹ xảo tinh diệu thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Chẳng qua, giờ phút này tôn dũng thấy đối phương còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, trong lòng vừa tức vừa giận, thầm nghĩ. Xem ra nhất định phải coi ngươi là một uy hiếp không thể che giấu nữa trong miệng uống thanh phong từ lai tinh cương kiếm trong nháy mắt hóa thành hàng quan sáng chói trực tiếp đâm ra sắc bén mà phiêu giật thậm chí còn nương theo từng trận kiếm phong rất hiển nhiên đây chính là thanh phong kiếm pháp trong công pháp điện tôn bằng đối với chiêu này còn có một chút ấn tượng bởi vì đây chính là chiêu thứ nhất của thanh phong kiếm pháp cũng đúng dù sao tôn gia trong công pháp điện chỉ có hai loại kiếm pháp tung hoành kiếm pháp trên cơ bản là không người hỏi thăm như vậy còn lại phần lớn học tập hẳn là thanh phong kiếm pháp tới tốt lắm cảm nhận được uy hiếp trong một kiếm này trong hai mắt tôn băng lóe ra hào quang kinh hỉ bởi vì hắn cảm giác được tóc gáy trên người mình đều dựng thẳng lên nhất là trong cơ thể có một loại lực lượng muốn bắn ra khó trách người ta nói quanh quẩn giữa sống và chết mới là thời cơ rèn luyện tốt nhất dưới chiêu này ta thậm chí còn có cảm giác muốn đột phá nhưng là hắn không sợ chút nào thậm chí còn có một loại nóng lòng muốn thử cảm giác, lúc trước cùng tôn dũng đối địch, cho tới nay sử dụng cũng bất quá là cơ sở kiếm pháp mà thôi, hiện tại vừa vặn thử một lần cái này hơn nửa tháng tới nay thành quả. Tôn băng thân thể một bên, tay phải vừa chuyển, một kiếm theo động tác của hắn, sử dụng tung hoành kiếm pháp thức thứ hai sang bằng tứ hải. Lần này trong hai mắt tôn dũng tràn ngập kinh ngạc, hắn thật sự là thật không ngờ, tôn băng cũng đã thành công tu luyện vũ kỹ hoàng cấp hạ phẩm chẳng qua hắn cũng không biết một chiêu này, dù sao trong gia tộc căn bản là không ai tu luyện thành công qua tung hoành kiếm pháp. Trong lúc điện quan hỏa thạch, hắn chỉ có thể vội vàng né tránh, một kiếm cùng thiết kiếm tương giao, thậm chí phát ra nhẹ nhẹ ánh lửa. Nhưng dưới một kiếm này, cánh tay trái của Tôn Dũng lại bị cắt một lỗ hổng, nếu động tác của hắn chậm hơn một chút, thậm chí cả cánh tay cũng khó giữ được. Đây cũng là bởi vì Tôn Băng lần đầu tiên chính thức cùng địch nhân giao chiến tuy rằng trình độ võ kỹ thuần thục có thừa, nhưng kinh nghiệm đối địch không phong phú, dễ dàng phạm sai lầm, chính là bởi vì như thế, Tôn Băng mới một mực cùng đối phương truyền đấu. Nếu không nhất định sẽ đánh chết đối phương trước tiên, dù sao sơ kỳ Tôn Dũng thật sự là quá khinh địch, hơn nữa kiếm pháp sơ hở lớn, nếu khi đó động thủ, tuyệt đối một chiêu chế địch. Tôn Dũng cũng không biết Tôn Băng trong đầu đang suy nghĩ cái gì, cũng không cho rằng mình chỉ là một cái đá mài đao mà thôi, ngược lại da đầu tê dại tôn băng tiểu tử này khi nào thì trở nên mạnh như thế, kiếm pháp còn cao siêu như vậy. Nhưng ánh mắt tàn nhẫn, hiện tại đã đến trình độ không phải ngươi chết thì là ta vong, so với khả năng hạ thủ lưu tình, lập tức vung thiết kiếm lên. Cùng phong bạo vũ. Đây là một chiêu mạnh nhất trong thanh phong kiếm pháp, cũng là đặc điểm chủ yếu thể hiện, một cái nhanh, cho công kích như mưa trên gió dữ, khiến địch nhân căn bản không kịp phản ứng liền tiêu vong. Có thể nói, nhưng một chiêu tôn dũng sử dụng này, ở trong mắt tôn băng, lại xuất hiện vô số sơ hở, căn bản cũng không có đem tinh túy trong đó phát huy ra, thậm chí hắn cũng không có sử dụng tung hoành kiếm phát, bất quá nhẹ nhàng đâm một cái, liền ép buộc tôn dũng đình chỉ động tác trên tay. Trừ phi hắn ông ý nghĩ đồng quy vu tận, nếu không tiếp tục, hắn nhất định sẽ chết. Xem ra hẳn là tiễn ngươi lên đường rồi, ngươi đã mang không được áp lực cho ta, tôn dương còn ở phía dưới chờ ngươi đây này cảm nhận được tôn dũng kia hoàn toàn lặp lại sáo lộ để tôn băng có chút nhàm chán dù sao hắn là muốn rèn luyện chính mình nhưng như vậy căn bản cũng không có áp lực lời này làm cho hai mắt tôn dũng co rút lại cái gì không có khả năng ngươi không có khả năng mạnh như vậy nhưng sự thật chính là tàn khốc như vậy sau khi tôn băng nói xong những lời này động tác trên tay nhất thời nhanh hơn rất nhiều sau đó trong đêm tối hiện lên một đào ánh sáng túng kiếm quyết thức thứ nhất nhất nhận đoạt mệnh. Lại nhìn, Tôn Dũng đã không hề một tiếng động, tại chỗ chỉ còn lại bóng dáng lạnh lùng của Tôn Băng, dưới bóng đêm phụ trợ có vẻ đặc biệt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Thật lâu sau mới có thể nghe được một trận nhàn nhạt nói. Ngươi là người thứ hai. Chương 8 Thần bí học kiếm Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Mặc dù nói chỗ ở của Tôn Băng ở chủ viện Tôn Gia tương đối xa xôi, nhưng thời gian đánh nhau dài như vậy đã đủ để cho người ta chú ý tới huống chi tôn gia ở địa phương dù sao cũng là một hào môn vọng tộc các trưởng lão thực lực mạnh mẽ cũng có thể nhận ra tiếng đánh nhau không bao lâu ban đầu ít người lui tới trong tiểu viện liền xuất hiện tân khách nhân nhìn trước mắt lão giả chỉ nghe thấy đối phương nhàn nhạt hỏi nơi này xảy ra chuyện gì tôn băng nhận thức đối phương đây là chấp pháp trưởng lão trong gia tộc tên là tôn lập chưởng quản trong gia tộc điều lệ trừng phạt, có thể nói quyền lợi cực lớn, chủ yếu nhất là thực lực tương đối cường đại, đã có luyện khí tầng 8 cảnh giới. Hơn nửa ngày thường tuy rằng tương đối nghiêm khắc, nhưng chỉ cần ngươi không có vi phạm tộc quy, như vậy cũng sẽ không cố ý bới móc, có thể nói làm người tương đối chính phái, không cần lo lắng đối phương chụp loạn mũ. Đệ tử cũng không biết, đang ở trong phòng ngủ rất ngon, trong lúc bất chợt phát hiện có tạc nhân tiến đến, liền cùng với kích đấu vừa mới chế phục tạc nhân, trưởng lão cũng đã tới. Tôn băng không có bất kỳ lo lắng, trực tiếp đem những gì mình biết nói ra. Dù sao trận chiến đấu này kéo dài thời gian cũng không dài, hơn nữa lời tôn băng nói tuyệt đại đa số đều là thật, chỉ làm một chút dấu giếm nho nhỏ, bất quá điều này cũng không ảnh hưởng toàn cục. Bởi vì cái gọi là chính thật một giả nói dối là khó nhìn thấu nhất, huống chi hiện tại cơ bản chính là sự thật, dù sao giờ phút này đã chết không đối chứng, tôn dũng không có khả năng hiện tại đứng lên tố cáo cái gì đi đối với ngôn luận của tôn băng trưởng lão chậm rãi gật đầu dù sao thi thể trên mặt đất một thân dạ hành y rõ ràng nói cho người khác biết không muốn bại lộ thân phận vậy đại biểu cho dụng tâm kín đáo dưới tình huống như vậy mặc kệ đối phương là thân phận như thế nào tôn băng đánh chết đối phương vẫn là có công vô tội dù sao nhiều năm như vậy tới nay trong gia tộc không phải chưa từng xuất hiện phản đồ đến lúc đó dù là tôn dũng sống lại cũng tẩy thoát không được hiềm nghi. Tôn Lập lúc này gật đầu. Ngươi làm rất tốt, có chút phong cách của phụ thân ngươi năm đó, hy vọng ngươi có thể tiếp tục cố gắng, đây là lệnh bài của ta, ngày mai ngươi đi phòng thu ngân lĩnh ba bình thối thể đan, xem như phần thưởng đi. Đa tạ trưởng lão. Tôn băng vẻ mặt ý cười tiếp nhận lệnh bài, vốn hắn còn đang sốt ruột vì mình không có tài nguyên tu luyện, thật không ngờ trưởng lão này lại tốt như vậy, trực tiếp đưa tới. Đồng thời còn ở trong lòng hung hăng cảm tạ Tôn Dũng một phen, đối phương tuy rằng không phải đưa bảo đồng tử, nhưng cũng kém không nhiều lắm, không chỉ có chính mình đưa tới cửa để cho hắn báo thù, còn để cho hắn lập công, thậm chí còn thu hoạch ba bình thối thể đan, quả thực chính là người tốt thật lớn a. À. Dù sao thù cũng đã báo, hiện tại mặc kệ khen ngợi đối phương như thế nào, Tôn Băng cũng không có bất kỳ áp lực tâm lý nào. Sau khi hiểu rõ hoàn chỉnh sự việc, trưởng lão Tôn lập liền trực tiếp rời đi về phần thi thể tại chỗ, cũng nhân tiện bị thị vệ tuần tra thu thập đi. Về phần Tôn Băng thì khoanh chân ngồi ở trong phòng, lặng lặng suy tư, trong đầu quanh quẩn vừa rồi hình ảnh, hai người từ giao thủ chiêu thứ nhất bắt đầu, mãi cho đến đối phương tử vong, mỗi một chiêu mỗi một thức đều không có bỏ sót. Đúng như thánh nhân nói, mỗi ngày ba tỉnh ta thân. Tuy rằng Tôn Băng làm không được, nhưng mỗi lần chiến đấu sau đều cần lặng lặng tự hỏi, chính mình vừa mới chỗ nào làm không đủ chỗ nào phạm sai lầm những này cũng không phải là chuyện nhỏ gì hôm nay tôn dũng bất quá là một tiểu nhân vật mà thôi nhưng chân chính thiên tài giao phong một bước sai từng bước sai cho dù chỉ là một cái tầm thường sai lầm nhỏ thậm chí có thể cho ngươi chôn vùi thời cơ tốt cuối cùng thậm chí thân tử vẫn lạc tính mạng nhân sinh chỉ có một sự tình liên quan đến tính mạng tôn băng vẫn tương đối nghiêm túc ước chừng hơn nửa canh giờ trôi qua tôn băng rốt cục đem trận chiến đấu đầu tiên hôm nay tiêu hóa xong đừng nhìn một trận chiến đấu mà thôi nhưng hắn hiện tại cùng hắn lúc trước sức chiến đấu ước chừng tăng lên hai tầng hơn nữa đối với túng kiếm quyết hiểu biết cũng càng sâu thở dài một hơi tối hôm nay không chỉ có chiến đấu một hồi hơn nữa còn tỉ mỉ phân tích một lần điều này làm cho tinh thần tôn băng cũng có chút mệt mỏi chuẩn bị thu thập một chút liền nghỉ ngơi trong lúc bất chợt thấy được trên mặt đất một thanh tinh thiết lợi kiếm đây tự hồ là tôn dũng để lại, tự hồ cũng không có bị lấy đi, có thể nói chính là chiến lợi phẩm của tôn băng. Đừng nhìn một thanh tinh thiết lợi kiếm tầm thường, nhưng ở lạc vân trấn bên trong cũng cần hao phí rồng rã 50 lượng bạc mới có thể mua được, đây chính là tương đương với tôn băng rồng rã 5 tháng bổng lộc, đây đúng là một khoản giá trên trời. Trước kia mỗi tháng lương bổng của tôn băng trên cơ bản đều duy trì cuộc sống của mình, căn bản là không tiết kiệm được nhiều tiền như vậy, cũng không mua nổi thiết kiếm bởi vậy lúc luyện kiếm chỉ có thể dùng một kiếm thay thế. Nhoáng một cái đã qua nhiều năm như vậy, hiện tại cho dù thiết kiếm trong tay, nhưng Tôn Băng không hề có ý muốn thay thế một kiếm, bởi vì thanh một kiếm trên tay, hiện tại đã không chỉ là một thanh một kiếm bình thường. Mười năm như một ngày rèn luyện, để một kiếm ẩn chứa tinh khí thần của Tôn Băng, không chỉ bề ngoài cứng rắn có thể chống lại tinh thiết lợi kiếm, hơn nữa sử dụng còn đặc biệt thuận buồm xuôi gió, nếu cứ tiếp tục bồi dưỡng như vậy, cuối cùng thậm chí còn có thể tiến hành lột xác. Bởi vậy thanh tinh thiết lợi kiếm này đối với tôn băng mà nói, vẹn vẹn chỉ là một gân gà, ăn vô vị, vứt bỏ đáng tiếc, đơn giản tôn băng quyết định, ngày mai lấy ra bán, hy vọng có thể đổi lấy một ít tiền tài vật tư, dù sao tiền tài đối với tu sĩ mà nói cũng là tương đối trọng yếu. Lúc này tôn băng cầm thiết kiếm muốn an trí cho tốt. Chẳng qua cầm trong tay tinh thiết lợi kiếm tùy ý vung vẩy vài cái, không cẩn thận đụng phải hộp kiếm nhỏ được cất giữ bên người trong lòng, sau đó chuyện khiến tôn băng khiếp sợ đã xảy ra, chỉ thấy thiết kiếm chậm rãi dung nhập vào trong hộp kiếm, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Tình huống này làm cho tôn băng tương đối coi trọng, dù sao từ ngày đó kiếm hạp để cho tôn băng có thể tu luyện về sau, tôn băng mỗi ngày đều sẽ cẩn thận điều tra một phen, hy vọng còn có thể phát hiện cái gì cơ duyên, chẳng qua kết quả cuối cùng làm cho người ta thập phần thất vọng. Hộp kiếm này nhiều nhất chỉ là một cái hộp nhỏ không thể mở ra mà thôi, nhưng cho dù là như vậy, Tôn Băng vẫn không buông tha, hắn cũng không cho rằng có thể để cho hắn xuyên qua, hơn nữa hộp kiếm giao cho hắn tu luyện công pháp lại đơn giản như vậy, thật không ngờ hôm nay rốt cục lộ ra một tia dấu vết. Dù sao cũng phải nhìn, hộp kiếm tự hồ cũng không có gì thay đổi, lớn nhỏ vẫn là như vậy, nhưng chỉ có Tôn Băng mới phát hiện, bề ngoài của nó tự hồ từ màu đen nhạt ban đầu trở nên càng thêm sâu hơn nữa cầm trên tay cũng càng thêm nặng, không nhiều không ít, chính là trọng lượng của thanh kiếm vừa rồi. Đây hết thảy đều biểu thị học kiếm cũng không phải đơn giản như vậy, đối với tương lai của nó, tôn băng tương đối coi trọng, nhưng nếu vẫn muốn ăn kiếm, khiến cho hắn có chút chịu không nổi. Thời gian đảo mắt đã đến ngày thứ hai, tuy rằng đêm qua có người xâm lấn, nhưng cân nhắc đến khả năng là phản đồ mang đến ảnh hưởng, cho nên cũng không có bất kỳ tin tức truyền ra, thật giống như hoàn toàn không có phát sinh bất cứ chuyện gì giống nhau tất cả mọi người không có phát hiện trong gia tộc một trước một sau đã không hề một tiếng động thiếu đi hai người mà giờ phút này tôn long trong viện hắn đang không ngừng nổi giận ngươi nói đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vốn đối với loại chuyện nhỏ này tôn long là không chút quan tâm nhưng thật không ngờ ngày hôm qua nửa đêm bị chấp pháp trưởng lão gọi qua giáo huấn thẳng đến buổi sáng mới được thả ra Tuy rằng hắn là gia tộc bên trong dòng chính, cũng là đệ nhất thiên tài, nhưng liên quan đến phản đồ chuyện này thượng, cũng không có cái gì đặc quyền. Kết quả cuối cùng đạt được ngược lại là Tôn Dũng là phản đồ, tự hồ lại có mưu đồ gì, về phần Tôn Dương đã sợ tội bỏ trốn, về phần Tôn Băng còn lập công, kết quả này làm cho Tôn Long nghẹn họng nhìn trân trối, nhưng không thể phản bác cái gì. Bởi vậy chỉ có thể đánh nát hàm răng nuốt vào trong bụng, vội vàng từ chối hết thảy không liên quan đến mình dù sao hắn cũng không có khả năng mở miệng nói tất cả đều là ta an bài là ta bảo bọn họ đến chỗ tôn băng trọng công phát nếu thật nói như vậy cho dù hắn là dòng chính trong gia tộc cũng nhất định sẽ thu được điều tra cho dù cuối cùng không tra ra cái gì nhưng thật lâu tới nay tạo hình tượng đã sụp đổ hơn nữa uy tín hoàn toàn không có vừa vặn lúc này tôn băng đã rửa mặt xong chuẩn bị đi ra ngoài hai người cứ như vậy gặp mặt tôn băng sắc mặt lạnh nhạt Tôn Long tuy rằng sắc mặt trước sau như một ôn hòa, nhưng trong ánh mắt vẫn có lửa giận khó có thể che giấu, hai người hình thành đối lập rõ ràng. Nhất là trong mắt Tôn Băng còn lộ ra một cổ vô tội, điều này làm cho lửa giận trong lòng Tôn Long không khỏi càng thịnh, thậm chí chậm rãi chuyển biến thành một loại oán độc cùng sát ý nhàn nhạt. Tuy rằng trong lòng Tôn Băng nghi hoặc Tôn Long vì sao phẫn nộ như vậy, nhưng từ sau khi biết được là đối phương sai khiến đám người Tôn Dương xuống tay, hai người cũng đã là địch nhân, thậm chí nhất định có một ngày, hai người sẽ rút kiếm hướng về phía nhau, bất quá trước mắt tự nhiên là địch nhân càng phẫn nộ, trong lòng tôn băng cũng lại càng vui vẻ. Bất quá sau khi cảm giác được sát ý nhàn nhạt trên người đối phương, tôn băng cũng chậm rãi sờ về phía một kiếm của mình, đồng thời trong lòng thầm nghĩ. Ngươi đã từng nhầm vào ta như vậy, sau này ta cũng sẽ dựa theo lời thề, gấp mười gấp trăm lần hoàn lại cho ngươi. Bất quá giờ phút này dù sao cũng là tôn gia, trước mắt bao người tôn long không có khả năng vô duyên vô cớ công kích tôn băng nếu không hình tượng hắn trăm phương ngàn kế ngụy trang lâu như vậy sẽ hoàn toàn biến mất về phần tôn băng thì càng thêm không có khả năng chủ động tiến công hắn hiện tại thực lực không đủ còn cần đầy đủ thời gian tích lũy lực lượng chỉ có đầy đủ thực lực cường đại mới có thể bảo đảm tự thân an toàn mặc kệ đối phương rốt cuộc có bao nhiêu âm mưu quỷ kế dưới thực lực tuyệt đối cũng giống như thổ băng ngõa cẩu chương chín thịt đau tần quản sự bạn đang nghe tại truyện chấm audio hai người cứ như vậy bình tĩnh sát vai mà qua hoàn cảnh chung quanh yên tĩnh đáng sợ trong đó tựa hồ chuẩn bị một đợt thế công kế tiếp mặc kệ những thứ khác giờ phút này tôn băng chậm rãi đi tới phòng kế toán chuẩn bị lĩnh phần thưởng mà chấp pháp trưởng lão hứa hẹn đêm qua hắn cũng sẽ không ra vẻ thanh cao nên là của mình vậy nhất định chạy không thoát thối thể đang tên như ý nghĩa chính là rèn luyện thân thể đang dược hơn nữa thích hợp rèn luyện cảnh giới tu sĩ sau khi dùng thối thể đang lại rèn luyện trước kia cần thời gian một năm mới có thể đột phá cảnh giới hiện tại hoàn toàn có thể rút ngắn một nửa ở trên thị trường cũng là giá trị liên thành cần rồng rã một trăm lượng bạc mới có thể mua được một bình cũng chỉ có tôn gia loại này gia đại nghiệp đại người mới có thể cho đệ tử mỗi tháng phối hợp một bình đang dược này đối với tôn băng mà nói càng là trọng yếu phải biết rằng từ nhỏ đến lớn hắn đều không có dùng qua thối thể đang, hiện tại nếu là dùng, hiệu quả nhất định sẽ càng thêm rõ ràng, như vậy thối thể tầng 4 cảnh giới, cũng là sắp tới. Bởi vì không phải là ngày phát lương tháng, cho nên trong phòng thu ngân ít ai lui tới, cách rất xa, tôn băng liền nhìn thấy tầng quản sự, chỉ thấy đối phương đang an nhàn nằm ở trên một cái ghế nằm, toàn bộ ghế dựa đều là do xét đánh một chế tác, trong đó bởi vì ẩn chứa khí tức ti chớp, quanh năm suốt tháng ngồi ở trên ghế như vậy, mặc dù đối với tu luyện cũng không trợ giúp, nhưng tương đối thoải mái. Hơn nữa bên cạnh ghế còn có một cái bàn gỗ nhỏ, trên bàn bày một mâm quả dại cùng một chén nước trà, tần quản sự thỉnh thoảng liền cầm lấy một viên quả dại thưởng thức, hoặc là nhấp một ngụm nước trà, bộ dáng ngược lại có vẻ tương đối nhàn nhã. Điều này làm cho tôn băng hai mắt co rụt lại, phải biết rằng trên thị trường chọn dùng lôi kích mộc chế tác ghế giữa ít nhất cũng cần 500 lượng bạc, trước mặt này ghế nằm giá trị nhất định càng cao, hơn nữa kia quả dại cũng là trong hoang dã mới có thể sinh trưởng chỉ cần một viên liền cần một lượng bạc bình dân căn bản là hưởng dụng không nổi về phần nước trà hắn ngược lại nhìn không ra nhưng cho dù là như vậy cũng đủ để thể hiện ra thổ hào của tần quản sự một mâm quả dại trên bàn tương đương với bổng lộc một tháng của tôn băng khó trách được nuôi trắng trở mập mạp giống như một quả bóng cao su cuộc sống của tần quản sự quả nhiên là nhàn nhã a à, trong lúc bất chợt một đạo lời nói cắt đứt cuộc sống bình tĩnh mà nhàn nhã của tần quản sự, điều này làm cho hắn tương đối tức giận, lập tức ngồi dậy, nhìn về bốn phía. Liếc mắt liền thấy tôn băng trước mặt, khóe miệng âm lãnh cười. Ta nói là ai? Thì ra là phế vật ngươi, hôm nay cũng không phải ngày phát lương tháng, ngươi mau cút đi. Nói xong lại tiếp tục nằm trên ghế, im lặng hưởng thụ thời gian nhàn nhã của mình, công việc của tần quản sự kỳ thật tương đối nhẹ nhàng, điều duy nhất cần làm chính là mỗi tháng phát lương tháng thời gian còn lại là con cháu gia tộc đến lĩnh thưởng chẳng qua hắn cũng không cho rằng tôn băng có tư cách đó chỉ có điều tôn băng bây giờ không còn là người trước kia nữa hắn đã từng không thể tu luyện cho nên cần phải chịu đựng khuất nhục vô biên nhưng hắn giờ phút này đã trở thành một tu sĩ huống chi trên người còn có lệnh bài chấp pháp trưởng lão lập tức hừ lạnh một tiếng tần quản sự ta cần lĩnh ba bình thối thể đan kính xin lấy ra cho ta. Thanh âm nghiêm khắc, không có một chút khách khí. Điều này làm cho tần quản sự tương đối lửa giận, làm công việc này của hắn, chủ yếu nhất chính là tin tức linh thông, biết người nào có thể đắc tội, người nào không thể đắc tội, trong lòng đều có cân nhắc, đại nhân vật cho nhiều chỗ tốt một chút, về phần tiểu nhân vật không người ra mặt hắn căn bản cũng không quan tâm ý nghĩ của đối phương. Cho nên hắn mới bằng vào tôn gia ngoại thích thân phận, an an ổn ổn ngồi lên vị trí này, chủ yếu nhất chính là hắn hiểu được làm người, đừng nói là trưởng lão đệ tử đến đây, coi như tôn long hạ nhân tới hắn như thường khách khí. Nhưng rất hiển nhiên, ở trong lòng tần quản sự, tôn băng hoàn toàn không thuộc về nhóm người không thể đắc tội kia, đột nhiên nghe được một câu này, trong miệng thậm chí cả giận nói. Liền ngươi tên phế vật này còn muốn thối thể đan, chờ kiếp sau đi, nể tình ta hôm nay tâm tình không tệ, mau cút đi. Chẳng qua tôn băng cũng không rời đi, vẫn thản nhiên nói trưởng lão thưởng cho ta ba bình thối thể đan còn hy vọng tần quản sự đừng tự lầm đừng tự lầm ngươi cho rằng ngươi là ai còn có thể là trưởng lão một phương sao tần quản sự rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa lập tức trực tiếp đứng lên miệng hô cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ lại còn ở lại chỗ này không đi như vậy cũng đừng có thủ hạ của ta vô tình lúc này tôn băng lực đạo mười phần trong tay vung quyền mà đi tần quản sự tuy rằng thiên tư không đủ, nhưng thế nhưng là quản sự phòng kế toán, mạnh mẽ dựa vào tài nguyên trọng chất, đều làm cho hắn tu luyện tới thối thể tầng chính, chẳng qua cũng không có cách nào đột phá tới luyện khí kỳ mà thôi. Nhưng cảnh giới này đối với một đám đệ tử mà nói, vẫn là tương đối cao thâm, giờ phút này, tần quản sự quyền pháp lạnh thấu xương, mang theo từng trận quyền phong, thậm chí đem mái tóc dài vốn đã phiêu giật của tôn băng thổi về phía sau, nếu còn không dừng lại, kế tiếp tôn băng nhất định bị trọng thương. Nhưng cũng chính vào lúc này, chỉ thấy tôn băng nhàn nhạt từ trong ngực lấy ra một quả lệnh bài, điều này làm cho tần quản sự trong đôi mắt nho nhỏ lộ ra thần sắc hoảng sợ, trong miệng kinh hô. Ngươi làm sao có thể có chấp pháp trưởng lão lệnh bài? Sau đó đã đem nắm tay đã vung ra cứng trắng dừng lại. Nhưng cũng chính bởi vì trên đường mạnh mẽ thu công, điều này làm cho khí huyết tần quản sự có chút quể oải thậm chí ngay cả ánh mắt cũng trở nên có chút tan rã có thể nói thân bị nội thương cần lẳng lặng điều dưỡng một thời gian ngắn bất quá giờ phút này tần quản sự không hề đem thương thế để ở trong lòng trên mặt tươi cười quyến rũ đây không phải là tôn băng tiểu huynh đề sao hôm nay lại rảnh rỗi đến chỗ lão ca ba bình thối thể đang đúng không đây đều là vấn đề nhỏ không cần khách khí dứt lời lập tức lấy ra ba bình thối thể đang thậm chí vì lấy lòng tôn băng, còn đặc biệt dâng lên một trăm lượng bạc làm bồi thường. Kinh ngạc với tốc độ biến sắc mặt của tần quản sự, khóe miệng tôn băng lộ ra một tia mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Kỳ thật cũng không có đại sự gì, may mắn được chấp pháp trưởng lão nhìn trúng mà thôi, tần quản sự, ta thấy cái ghế này tựa hồ là lôi kích mộc chế tác, giá trị. Lời nói của tôn băng làm cho tần quản sự trên mặt có chút âm tình bất định, hắn thật sự không ngờ trước kia một phế vật trong gia tộc hiện tại lại được chấp pháp trưởng lão coi trọng quả thực chính là phong thủy luân chuyển a à. hơn nữa trong lời nói này rõ ràng đã nói ta biết ngươi tham ô điều này làm cho hắn tương đối hoảng sợ phải biết rằng chấp pháp trưởng lão tính cách thế nhưng là ghét ác như thù tương đối nghiêm khắc hơn nữa tại toàn bộ gia tộc trong quyền thế cũng bài danh hàng đầu tuy rằng tham là rất bình thường nhưng nếu là biết được hắn tham ô nhiều như vậy như vậy kết quả cuối cùng hắn không cách nào tưởng tượng. Lập tức, tần quản sự không khỏi lần nữa lấy ra năm bình thối thể đan, thịt đầu đến trên người thịt mỡ đều có chút trung rẩy. Tôn băng huynh đệ, ngươi không thường xuyên đến, cầm đan dược trở về bổ sung, mong rằng có thể nhiều lời hay. Thái độ của đối phương có thể nói là tương đối mềm yếu, chỉ bất quá tôn băng cũng không hồ bị đối phương lừa gạt, không lưu thanh sắc đem đồ vật thủ hạ, sau đó tiếp tục nói chuyện tần quản sự ta tự nhiên là biết được cũng không sai lầm thế nhưng nói tới đây tôn băng không khỏi có chút kẹt cứng thấy đối phương thật sự là có chút lo âu mới thản nhiên nói nhưng là ta 10 năm này cũng không có lĩnh qua một bình thối thể đang a à, không biết trong chuyện này lời này vừa nói ra liền thấy tần quản sự vẻ mặt xám xịt thậm chí ngay cả ruột cũng hối hận đến xanh mét mình lúc trước vì sao tay tiện như vậy a à, tham ô một chút cũng thôi đi thế nhưng liên tục cắt xén thối thể đang suốt 10 năm của đối phương, phải biết rằng đó cũng không phải là số lượng nhỏ gì, suốt 120 bình, hiện tại nếu là chọc tra, quản sự như hắn khẳng định đều làm không được. Phải biết rằng vị trí này là một tên mập mạp A, à. tần quản sự căn bản cũng không muốn buông tha, nhưng vừa nghĩ tới 120 bình thối thể đang kia, không chỉ có đau lòng, thậm chí toàn thân không có một chỗ nào không đau, lập tức nhẹ giọng cầu khẩn nói. Tôn băng huynh đệ ngài xem có thể hay không dơ cao đánh khẽ a à? điều này làm cho tôn băng lạnh lùng cười hiện tại dơ cao đánh khẽ đây chính là lúc trước ngươi đem sự tình làm tuyệt lập tức từ chối nói tần quản sự ta cũng không có cách nào a à, dù sao ta chỉ là một đệ tử nhất định phải đem sự tình chi tiết bẩm báo a à. lời này hoàn toàn phá vỡ hy vọng trong lòng tần quản sự do dự thật lâu sau mới chậm rãi từ trong ngực lấy ra một bình đang dược nhưng vẫn ở nơi đó thỏa thuận Tôn Băng cũng không vội, lẳng lặng chờ đợi đối phương. Nửa ngày tự hồ đau lòng đủ rồi, Tần quản sự lúc này mới chậm rãi đem đan dược trong tay giao ra, thanh âm có chút khàn khàn. "Tôn Băng huynh đệ, thối thể đan ta là không có, nhưng trong bình này có một viên luyện khí đan, giá trị là thối thể đan gấp trăm lần, vốn là chính ta dự định dùng để đột phá luyện khí cảnh, nhưng hiện tại xem ra vẫn là cùng tiểu huynh đệ ngươi hữu duyên a." À. Điều này làm cho Tôn Băng có chút kinh ngạc thật không ngờ đối phương lại có vật phẩm hiếm lạ như vậy, tuy rằng tôn băng không có cảm giác tồn tại, nhưng một ít tin tức vẫn tương đối hiểu rõ. Luyện khí đang tại Lạc Vân Trấn bên trong đã xem như một cái tương đối hiếm thấy đồ vật, chỉ cần tại thối thể tầng 9 thời điểm phục dụng một khỏa, đột phá cảnh giới tỷ lệ thành công thậm chí có thể đề cao ba thành, giá trị của nó có thể nói thối thể đang mấy trăm trở lên. Dù sao toàn bộ Lạc Vân Trấn chỉ có đứng đầu tam đại gia tộc triệu gia mới có thể luyện chế ra, hơn nữa số lượng cực nhỏ nếu là không có đủ quan hệ căn bản là mua không được cho nên dẫn đến giá cả tăng gấp bội viên đan dược này trên cơ bản đã xem như toàn bộ tài sản của tần quản sự nếu nói lúc trước chỉ là đau lòng thịt mỡ rung loạn như vậy hiện tại sắc mặt cũng đã phát xanh trong ánh mắt tràn ngập không nở đối với luyện khí đan phạm là không thể làm tuyệt tần quản sự mặc dù làm người đáng giận nhưng cũng chỉ tham ô bổng lộc của hắn tội không đến chết mà viên đan dược này hoàn toàn bù đắp cho Tôn Băng bị hắn cắt xén, lập tức hài lòng gật đầu. Nếu tần quản sự khách khí như vậy, như vậy ta cũng không biết chút nào đa tạ như thế. Nói xong xoay người rời đi, chỉ còn lại tần quản sự vẻ mặt đau lòng tại chỗ. Đi trên đường, vuốt đan dược trong lòng, điều này làm cho Tôn Băng đều có chút khó có thể tin, thật không ngờ kéo gia hổ một lần lại thu được lợi nhuận lớn như vậy, chỉ bất quá trong nháy mắt hắn liền tỉnh táo lại hôm nay sở dĩ có nhiều thu hoạch như vậy là bởi vì tần quản sự sợ hãi chấp pháp trưởng lão cũng không phải sợ hãi tôn băng truy cứu kết cục vẫn là vấn đề thực lực nếu tôn băng là một vị tu sĩ luyện khí cảnh kết quả sẽ như thế nào đây hôm nay nếu đã đạt được nhiều tài nguyên như vậy nhất là một viên luyện khí đan điều này làm cho hắn tiến quân luyện khí cảnh trở ngại lớn nhất đều không có chỉ cần cố gắng liền nhất định có thể thành công chương mười tôi thể đan bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Nói thật, đi tới thế giới này đã hơn 10 năm, đừng nói luyện khí đan, cho dù là thối thể đan cũng chưa từng thấy qua, dù sao những thứ này đều cần từ chỗ tần quản sự chi tiêu, cho dù tôn yên nhiên cũng từng tính toán đem đan dược của nàng cho tôn băng, nhưng tôn nghiêm của nam nhân cũng không cho phép tiếp nhận. Có thể nói trên người vẫn là lần đầu tiên có được nhiều tiền tài như vậy, lúc này tôn băng không có bất kỳ do dự lập tức xuất môn, cũng không trở lại chỗ ở của mình thậm chí có thể nói, nơi đó ở trong mắt Tôn Băng chẳng qua là một nơi nghỉ ngơi bình thường, huống chi không an toàn, nếu là bị người phát hiện luyện khí đang này, hậu quả có thể tưởng tượng được. Một đường chạy nhanh về phía sau núi, bởi vì những chuyện xảy ra mấy ngày nay làm cho hắn tương đối cảnh giác, thậm chí còn cẩn thận xem xét phía sau mình đến tột cùng có người theo dõi hay không, sau khi xác định an toàn mới chậm rãi đi tới vách núi luyện kiếm mỗi ngày nơi này đã có một cái dựa vào vách núi mà kiến tạo lều đỉnh mặc dù nói đơn sơ vô cùng nhưng là tôn băng tự mình dựng lên mà thành tương đối ấm áp có thể nói nhiều ngày như vậy tới nay tôn băng ban ngày luyện kiếm về phần buổi tối ngay tại đây đơn sơ lều đỉnh ngủ trải qua giống như khổ tu sĩ một dạng sinh hoạt đây cũng là nguyên nhân vì sao kiếm pháp của hắn tăng lên nhanh chóng như vậy ăn được khổ trong khổ mới là người trên người có được tài nguyên tốt hơn nữa nếu mình không cố gắng như vậy cuối cùng cũng công giả tràng, huống chi bây giờ còn có áp lực bên ngoài, Tôn Long còn ở một bên nhìn chăm chăm, cái này càng thêm khích lệ Tôn Băng phấn đấu. Đi tới trên vách núi, nhưng Tôn Băng cũng không có lập tức dùng thối thể đan, ngược lại đem vật phẩm dư thừa trên người đặt ở một bên, một mình một người cầm trong tay một kiếm, chậm rãi bắt đầu luyện tập. Chẳng qua luyện tập cũng không phải tung hoành kiếm pháp bên trong tung hoành kiếm quyết. Tuy rằng một môn kiếm pháp này cũng tương đối cao thâm, uy lực cường đại, nhưng tôn băng vẫn không có buông tha mỗi ngày đối với cơ sở kiếm pháp luyện tập, vạn trường cao ốc bằng phẳng lên, chỉ có vững chắc nhất cơ sở mới có thể làm cho tương lai trở nên càng thêm cường đại. Nhất là trong học kiếm truyền ra Nam Ma Kiếm Quyết, cho dù kiếm pháp cơ sở vô cùng đơn giản, nhưng mỗi một lần luyện tập đều có thể làm cho tôn băng cảm nhận được huyền ảo trong đó, luôn luôn có một thứ không hiểu nương theo bên cạnh, nhưng khi hắn muốn bắt lấy, rồi lại nháy mắt biến mất. Điều này cũng không làm cho Tôn Băng nổi giận, hắn tin tưởng vững chắc chính mình một ngày nào đó nhất định có thể lĩnh ngộ huyền diệu trong đó, hơn nữa đến lúc đó chính mình cũng nhất định càng cường đại hơn. Một lần luyện tập kiếm pháp hoàn thành, Tôn Băng lặng lặng đứng lặng, thật lâu sau mới thở dài một tiếng, trong mắt lộ ra tiếc núi trước sau như một, quả nhiên, cho dù mỗi ngày đều có thể lĩnh hội loại huyền ảo này, nhiều thiên hạ như vậy, hai mắt vẫn tối đen như cũ, căn bản cũng không biết đó là cái gì bất quá thân là kiếm khách chính là phải như thế có thể vì một mục tiêu chịu đựng cô độc cùng tịch mịch vô biên như vậy mới có thể chân chính là cường giả mặc dù sau khi trở thành tu sĩ luyện xong một lần kiếm pháp căn bản cũng không cần nghỉ ngơi nhưng tôn băng vẫn điều chỉnh trạng thái của mình đến tốt nhất sau đó chậm rãi ngồi xếp bằng dưới nóc lều mình dựng lên gió nhẹ thổi qua vách núi trong hoàn cảnh như vậy tâm tình tôn băng tương đối không sai chờ hết thảy đều chuẩn bị xong xuôi về sau hắn mới cẩn thận từng ly từng tí từ một bên lấy ra thối thể đang cái bình, cái bình bề ngoài trong suốt long lanh, thoạt nhìn tương đối quý phái, chẳng qua càng thêm trọng yếu vẫn là trong bình đang dược, mỗi một bình bên trong đều ẩn chứa ba viên thối thể đan, có thể nói là giá trị liên thành, tôn băng trước kia căn bản là không có tiếp xúc qua. Miệng bình vừa mở ra, là có thể ngửi được một cổ mùi thuốc nhàn nhạt, lại nhìn thối thể đan, ước chừng to bằng ngón cái út, bề ngoài hiện ra màu vàng nhạt, tuy rằng nhìn bình thường, nhưng tu sĩ bình thường một tháng liều chết liều sống cũng mua không được một bình, quả nhiên là một kiện vật phẩm hiếm lạ. Nếu đã lấy ra, như vậy tôn băng cũng không do dự nữa, lập tức phong kín miệng bình, phòng người dược hiệu còn lại sói mòn, sau đó đem thối thể đang trong tay bỏ vào trong miệng. Cũng không có trong truyền thuyết cái gì vào miệng liền tan, tôn băng chỉ cảm giác nồng đậm mùi thuốc trải rộng toàn bộ khoang miệng, mùi vị có chút khó có thể chịu được, tương đối chua xót thế nhưng thuốc đắng, đang dược chân quý bực này trăm triệu lần không ai cam lòng buông tha. Sắc mặt tôn băng không thay đổi, lập tức mạnh mẽ nuốt vào bụng, lại nói tiếp cũng có chút thần kỳ, đang dược ban đầu còn tương đối chua sót một khi tiến vào bụng, dược lực trong nháy mắt bộc phát ra, hóa thành một dòng nước ấm, sau đó hướng quanh thân chảy đi. Trong lúc nhất thời tôn băng chỉ cảm thấy địa phương bị dòng nước ấm đi qua tương đối thoải mái, thân thể giống như đói khát thật lâu, đang tham lam mút vào, tôn băng có thể rõ ràng cảm giác được thân thể mình kêu gọi chỉ bất quá còn không có chờ hắn hưởng thụ quá trình này thời điểm rồi lại là một cổ nhàn nhạt đau đớn mỗi một chỗ bị dòng nước ấm đi qua địa phương đều có một cổ đau đớn truyền đến điều này làm cho tôn băng phát ra nghi vấn chẳng lẽ đây là dùng thối thể đang sau khi cảm giác sao cũng may hoàn toàn trong phạm vi thừa nhận nhưng theo dòng nước ấm đi qua càng nhiều đau đớn truyền đến cũng càng ngày càng kịch liệt đau đớn giống như có thể chồng lên nhau, làm cho người ta khó có thể chịu đựng được. Cái này cũng tốt ở chỗ tinh thần ý chí của tôn băng 10 năm nay đã tương đối kiên định, nếu không nhất định không chịu nổi. Đồng thời trong lòng còn đang nghi hoặc, vì cái gì thối thể đang bình thường lại làm cho hắn đau đớn như vậy. Kỳ thật tôn băng không biết chính là, thối thể đang mặc dù là rèn luyện thân thể sử dụng, nhưng viên thứ nhất hiệu quả là tốt nhất, bởi vì thân thể trước kia căn bản cũng không có tiếp xúc qua thối thể đang, cho nên hoàn toàn không có kháng dược tính dòng nước ấm có thể khắp toàn thân nhưng có một điểm lại cần chú ý đó chính là tinh thần nhất định phải thanh tĩnh bởi vì trong quá trình dùng trên người sẽ truyền đến đau đớn kịch liệt mà thời gian kiên trì càng dài đạt được chỗ tốt cũng lại càng nhiều thành tựu tương lai càng lớn đây không chỉ là bởi vì cuối cùng có thể rèn luyện toàn bộ thân thể còn có chính là kiên trì thời gian càng dài đại biểu cho nghị lực bền lòng cũng lại càng mạnh có nghị lực có bền lòng thì là điều kiện tiên quyết để trở thành một cường giả. Đây cũng là tôn băng hiện tại dùng, nếu là 10 năm trước, phỏng chừng không được bao lâu thời gian, sẽ đau ngất đi, 10 năm này mang đến thay đổi là tương đối to lớn. Thật lâu sau, tôn băng cảm giác được toàn thân mình đều bị dòng nước ấm chảy qua, mà loại đau đớn này cũng trải rộng toàn thân, đau đớn cho dù là hắn cũng có chút khó có thể ngăn cản, đang lúc tôn băng muốn buông tha, trong lúc bất chợt, đau đớn toàn thân phản phất chưa từng xuất hiện, toàn bộ biến mất. Ngay sau đó truyền đến chính là cảm giác thỏa mãn của thân thể, giống như thân thể đã ăn no rồi, cường độ thân thể cả người dĩ nhiên ngay sau khi viên đan dược này qua đi, ước chừng tăng lên ba thành, phải biết rằng hiện tại hắn cũng không phải là người bình thường gì, đã là thối thể tầng ba cảnh giới, cường độ thân thể đã tương đối cao. Mà ba thành trong đó cơ hồ tương đương với tất cả lực lượng rèn luyện một tầng, có thể tưởng tượng được gia tăng to lớn coi như là thần sắc bình tĩnh của tôn băng trong mắt cũng hiện lên một tia vui sướng. Tăng lên như vậy tuyệt đối là bất kỳ thối thể cảnh nào cũng không thể bỏ qua, đối với tôn băng mà nói càng là như thế, sau khi có lực lượng này, liền đại biểu cho tốc độ xuất kiếm nhanh hơn, lực lượng kiếm chiêu lớn hơn nữa, cả người càng mạnh hơn, nói tóm lại, xem như tăng lên toàn phương vị. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì tôn băng ở thối thể tam tầng mới phục dụng viên thối thể đang thứ nhất, hơn nữa kiên trì toàn bộ quá trình, về phần người bình thường khác, căn bản là không có khả năng xuất hiện loại tình huống này, tỉ như Tôn Dương, dưới sự phụ trợ của thối thể đan, 10 năm mới thăng cấp thối thể tam tầng, có thể chờ được sao? Coi như là nhẫn nại, đợi đến khi dùng thối thể đan, có thể kiên trì hoàn chỉnh quá trình sao? Hai điều kiện thiếu một thứ cũng không được, cho nên mặc dù người ngoài đỏ mắt Tôn Băng đạt được, cũng căn bản là cưỡng cầu không được. Sau khi cảm nhận được biến hóa của thân thể mình, tôn băng đối với thối thể đang còn lại cũng là một trận lửa nóng thậm chí muốn ăn thêm một viên bất quá lý trí rõ ràng nói cho hắn biết hiện tại tốt nhất không nên liên tục dùng nếu không đối với thân thể tổn hại thật lớn huống hồ giờ phút này còn chưa hoàn toàn khống chế lực lượng bản thân không có lực lượng lại không thể hoàn toàn khống chế sơ hở trong đó tương đối lớn tôn băng lúc này thu hồi lửa nóng trong ánh mắt cầm kiếm gỗ trong tay đứng ở bên vách núi cả người căng thẳng phản phất như một thanh lợi kiếm, giờ phút này hắn có thể rõ ràng cảm giác được lực lượng trong cơ thể mình, mỗi một tất cơ bắp đều ẩn chứa lực đạo không nhỏ, nếu ở trạng thái như vậy ra chiêu, quy lực lớn đến kinh người, chẳng qua tôn băng cũng không có như vậy thỏa mãn, dù sao trong gia tộc còn có một ngọn núi lớn. Tôn Long mặc dù là một cái ngụy quân tử, nhưng tu vi cảnh giới cũng là thật sự thối thể tầng 8, hơn nữa có được cao đẳng võ kỹ. Cho dù là thối thể tầng 9 tầng quản sự cũng không thể cam đoan có thể đánh bại Tôn Long, mà Tôn Băng mục tiêu chính là hắn.